À dạ dạ em nghe. Văn phòng nha sĩ à. Dạ em biết hôm nay em có hẹn với bác sĩ với nha sĩ mà. Dạ em tới liền, em tới liền. Dạ đang ở tiệm chè Hảo Ngọt. Thì ăn chè bị sâu răng rồi mới cho bác sĩ nhổ răng chứ. Dạ dạ yên tâm yên tâm. Em đúng giờ lắm, chỉ có cái sai ngày. À, ok ok rồi, rồi. Ủa sao nãy giờ vô mà tiệm chè vắng tanh như cái chùa Bà Đanh vậy ta? Bà bán chè. Dạ. Dạ em đây. Chỗ tiệm chè. Ở em chúc em đi gia chè nha. Chi kỳ vậy trời. Bà bán chè. Dạ. Đứng lại. Dạ. Ủa ly chè đâu rồi em? Em ra cây múa quá nó đổ rồi. Sáng giờ đổ 10 ly rồi đó, anh chưa bán được ly nào á. Trời ơi em bán chè phải em bán thân đâu. Làm gì mà em ẻo quá ẻo lại. Nhí nha nhí nhảnh như con cá thẩm vậy. Hôm nay làm gì quất nguyên bộ đồng màu vàng khè vậy? Nhìn giống trái chuối không anh? Y hệt như trái chuối cao. Vậy hả? Ờ. Bởi vì hôm nay em bán chè chuối mà. Chè chuối on sale đồng trái cái đồng. Có chè chuối. Dạ có chè chuối. Trời ơi anh thích ăn chè chuối lắm. Dạ. Chè chuối ngon. Ngon. On sale phải không? Sale luôn. Cho anh ly chè ba màu. Trời trời trời. Không có liên quan tới chè chuối tôi vậy cha. Cái gì mà on sale làm sao mà ngon được. Thôi kệ anh ăn đi. Em tính giá đặc biệt. Có giá đặc biệt. Thích anh lâu rồi mà không dám nói không. Đàn ông nước Mỹ chết hết được phải không? Dạ sao kỳ vậy? Tôi tự nhiên đàn ông nước Mỹ chết hết là tại sao? Thì anh mới nói tôi thích anh đó. Đàn ông nước Mỹ chết hết tôi cũng chừa ông ra, tôi không có thích nữa. Mơ không à. Em ác ghê luôn á. Bây giờ không thích anh chứ hôm nay ngày gì mà có giá đặc biệt. Trời rồi ế mà từ sáng giờ tôi múa quá nó đổ mười mấy ly chưa bán được người nào. Anh mở hàng cho em đi. Ế anh cũng ăn. Hỏi thiệt gì? Bỏ trong chè cái gì mà ăn xong về nhớ em quá à. Xạo dễ sợ. Bữa tôi thấy ông ăn bún mắm, ông cũng nói với mẹ bún mắm cái câu này là y chang. Má anh dạy. Lời nói không có mất tiền mua. Ăn chỗ nào mình cứ khen chỗ đó. Gặp đứa nào nó ngu cái nó cho mình free. Không ai ngu mà cho anh free hết trơn á. Ăn bao nhiêu tôi tính tiền bao nhiêu. À. Mệt quá đợi tôi chút xíu tôi tiếp khách bị handicap. Ờ có khách hả? Khách vô đó trời. Khách giật quá vậy ta. Làm gì trời? Trời ơi, ổng làm như là lễ hội hóa trang hay sao? Hôm nay phải ngày Halloween đâu anh. Tưởng vô quán em hóa trang hay không? Mặt hồng quá ta. Có phải lễ hội vô quán tôi hóa trang chi vậy? Ăn cướp. Giỡn hoài luôn. Con lớn rồi chơi súng chi mà không biết cách. Ví dụ anh giỡn ta mà rút súng anh là ăn cướp. Là anh phải chỉa ngay đây nè, thấy không? Chỉa ngay chỗ này là nó xì xọ. Còn chỉa cái này nó xì cái khác là đền cho tôi. Cái gì vậy? Tao làm cướp nè. Lên đạn cạc cạc là cướp thiệt là. Vô tao lên. Trời anh ơi em là. Vô cao lên. Vô cao quánh hở áo. Bốc tiền ra. Anh khó quá kêu giơ tay rồi sao móc tiền. Qua tay xuống. Dạ. Móc tiền ra. Dạ móc tiền. Làm cái gì vậy? Anh mới biểu móc tiền ra đó. Móc tiền của bà kìa. Thấy ông nói không nói rõ nữa. Mà trong người em đâu có chỗ để tiền. Đi vô trong quầy. Dạ. Lấy tiền nhét đầy cái vali này cho tôi. Cái vậy? Nhét đầy cái vali này. Ê. Thôi đi ba. Anh nghĩ sao vậy? Hả? Anh nghĩ sao mà kêu nhét đầy vali? Tiệm màu sàn, tiệm vàng tại sao không cướp? Vô tiệm chè mà không đòi đầy vali tiền. Vừa phải rồi chú. Đã tính vậy đâu không? Giờ đi đâu chịu khó đâu chơi vòng đi. Em bán từ giờ tới chiều em gom đầy vali em gọi điện tôi lấy được không? Được.
Được, sao lắc đầu dữ hả? Đau quá. Làm gì đau? Lấy cái tay ra chị ơi. Trời ơi, kẹt tay hả? Dạ, để em vô. Dạ, mà hả? Cửa lên tiền. Dạ, vô lấy tiền liền. Thằng kia, cửa cái gì? Dạ. Gỡ tay lên. Bà bán chè. Dạ. Bà có bán mắm không vậy? Bán chè đâu có bán mắm. Xin ra. Ăn mặc bánh bao giờ không có tắm. Anh ăn cướp. Cái gì? Đi ăn cướp sao không đeo găng tay vô? Để lại dấu tay cảnh sát bắt á. Này mới vô nghề phải không? Ai nói mày tao mới vô nghề? Bữa nay là ngày đầu tiên của tao đó. Súng của anh. Sao hay vậy? Hồi xưa em làm ăn cướp mà. Giờ bỏ nghề. Tại sao bỏ nghề? Quay súng bị que giò. Mày điên rồi. Quay súng bằng cái tay bắn mới tới cái giò. Quay súng trúng chân què giò. Rồi sao bỏ nghề? Thì bỏ nghề luôn chứ sao, anh nghĩ sao? Giờ què giò rồi, cảnh sát giết chạy sao kịp. Đúng không chưa? Này, mai mốt đi ăn cướp, gặp thằng nào chỉ súng cướp liền. Đừng quay súng nha ông. Cảm ơn mày nha. Được rồi, để tao thanh toán con mẹ vàng khè bán chè này xong tới phiên mày. Anh, hôm mấy anh thanh toán em trước đi. Bị cướp mà cũng giành đó hả? Không phải, tại em có hẹn với nha sĩ đi nhổ răng nè. Mày có nước nhổ nguyên hàm chứ nhổ con cái nhầm trò gì mày? Tao chưa thấy ai có hàm răng gớm như mày hết trơn. Mà tao nói thiệt. Sao anh? Mày mà hợp tác với là bà bán chè này là giàu to đó. Làm gì mà giàu to anh? Răng mày nạo dừa cho bả làm đứt cốt để bán chè. Và anh nói em mới thấy, em mới nhớ nha. Vậy là cả xóm này nó khen em có hàm răng tu nguyệt đó anh. Là cái gì? Tu á là râu, nguyệt là trăng. Râu trăng là răng trâu á anh. Răng mày răng khủng long cái tâu gì? Giờ có răng thì ghét. Bóc bóc ra. Anh em đồng nghiệp với nhau không mà móc. Ai đồng nghiệp với mày? Bóc bóc ra. Dạ móc thiệt á anh. Đưa đây. Ăn mặc đẹp gì mà có 20 à? Thời buổi kinh tế khó khăn, trộm cướp đầy đường anh ơi. Em khôn lắm, em có giấu tiền một chỗ đâu. Mày giấu đâu? Em giấu dưới vớ nè. Giấu vớ? Dạ. Mày hay quá. Móc ra. Không. Móc ra. Trời ơi, sao tôi ngu quá vậy nè trời. Giấu có 20. Giờ cái mặt là thấy nghèo à. Nè anh. Gì? Ăn cướp tao nha, đừng sỉ nhục nha. Gì vậy? Anh nói ai nghèo? Đứng lại. Gì? Anh nói ai nghèo? Mày nghèo chứ ai nghèo? Không dám nghèo đâu. Xin lỗi anh à, trên người tôi còn một thứ quý hiếm nữa. Cái gì? Cái đồng hồ Rolex nè. Nè thấy không? Trời, tao nói nó chiếu sáng luôn á. Cầm thôi nha, hơn 1000 luôn đó anh. Rolex hả? Dạ, dạ. Tháo ra. Tao không được. Để sao hôm nay tôi ngu quá vậy nè trời. Hàng thiệp hàng giỏ mày? Không biết nữa anh ơi. Cái này em trơn của ông già em á. Mà em nói nghe, ông già em á không bao giờ xài hàng thiệp. Thiệt hay giả tao không cướp. Mày xong rồi đó, đi đi. Dạ, cảm ơn đại ca. Đi luôn nha bà chủ. Trời ơi, chưa có thấy con mẹ nào mà đá lông nheo xấu như bà này vậy á. Cái gì đó? Anh, làm như ý bà là muốn em đi báo cảnh sát cho bà. Mà em có ngu. Thà là tôi mất 40 với cái đồng hồ mà nó khỏe, đúng không? Bây giờ đi báo cảnh sát nè, làm nhân chứng nè, cả ngày mệt thấy bà luôn à. Đúng không anh? Đúng. Cướp em rồi, giờ quay qua cướp bà đi. Nó lắc anh á. Xong chưa? Dạ xong rồi. Hả? Dạ xong rồi mà em sợ anh khiêng không nổi. Cái gì khiêng không nổi? Tiền 25 cent mà ba bao tải luôn. Ai kêu mà lấy mà tiền 25 cent? Hồi nãy anh vô anh không nói. Anh nói lấy tiền cắt thì em lấy tiền cắt. Tôi kêu mà lấy tiền giấy. Anh cướp mà anh khó. Thấy không? Anh phải dạy em. Anh vào vô phải nói cướp tiền giấy.
ông vô nói cướp ông, nãy giờ ông đổi tiền cắt thấy bà luôn á. Dạ tôi vô lấy tiền giấy nghe chưa? Dạ. Tiền giấy. Dạ dạ em biết rồi, đem vô lấy tiền giấy cho anh. Cái chợ nóng quá vậy ta. Anh đeo mặt nạ vô. Ăn cướp mà anh tháo ra vậy nè, lỡ nào nó đi ngang nó nhận diện được anh, nó báo cảnh sát là tiêu đời. Biết rồi, nhưng mà trong này nóng quá, sao mở máy lạnh vậy? Dạ có máy lạnh chứ, mà bị gì hôm nay nó hư. Sao không kêu thợ sửa? Em kêu rồi mà sao tụi nó làm ăn gì không tới sửa ta. Bậy quá. Kêu thợ nữa, lần nữa coi. Em mượn điện thoại coi. Điện thoại bà đâu? Hư rồi. Sao cái gì cũng hư hết trơn vậy? Người em còn hư, đừng nói gì đồ. Thấy ngoài tươi tốt vậy chứ trong heo queo mà. Đây nè. Dạ. Trời ơi, chưa cướp gì thấy lỗ. Thoại xịn dữ vậy trời, ăn cướp sao thoại xịn hơn tôi nữa nè. Lẹ lên. Dạ. Alo, tiệm máy lạnh băng giá hả cưng? Ờ, sao không tới sửa máy lạnh cho chị cưng? Tiệm chè hấu ngọt nè. Ờ, mai hả? Không được đâu, mày tới sửa liền đó mày. Mai gì, nóng chết rồi nè, thẳng cướp đi vô, nó cướp nó rầy tao nè. Không có thiệt, mày tao giỡn sao? Mày không tin là ra mặt lời nè, anh nói tiếng cho nó tin em coi. Nóng quá. Đó, nóng quá, mày nghe không? À, em không có tới sửa được tại vì hôm qua em cũng bị cướp nữa hả? Tội nghiệp quá hả? Hỏi con này có cướp không? Anh hôm qua anh có cướp cái tiệm máy lạnh không? Cướp nhiều tiệm mà không có nhớ. Nó nói cướp nhiều tiệm mà nó không có nhớ. Nhưng mà không sao đâu. À hả? Ở nhiều... À, nãy nó nói là nó cướp tiệm chè lần đầu tiên. À, có nghĩa là cướp máy lạnh em rồi, qua cướp tiệm chè mới là lần đầu tiên hả? Không thấy em tả coi. Ờ, con này nó mập hơn chị em. Ờ, nó cao bằng chị. Gì? Không, anh leo lên ghế anh mới cao bằng em. Em cao bằng anh. Mày nó không có mông, đúng rồi. Ờ, à, cái mặt nó mặt mâm, thấy thương lắm. Để tao tâm sự với nó một chút. Anh nghỉ nghề anh cướp đi. Anh về anh phụ em bán chè, hai đứa mình giàu luôn á. Sao giàu? Cái mặt của anh mà ngửa lên vậy nè, để 8 chén chè thêm 2 chén nước dừa còn dư chỗ à. Mặt mâm mà phải mâm thường, mâm đi bán á. Giỡn mặt với bà hả? Anh lên. Anh không chịu, anh nói giỡn mặt với anh không chịu. Ờ, có cái bụt rùi dê chó nằm ngay đây, thấy cưng với cưng hiểu lắm. Ờ, đúng rồi. Bạn ơi bạn. Hả? Điện thoại của mình đó nha. Nó lẹ lên chút. Điện thoại của mình, bạn mới tám nãy giờ. Chứ điện thoại của bạn, bạn cúp lâu rồi. Ờ, sao? Mày tới đêm nay chị bán chè chuối on sale, đồng trái. Trái ăn đồng. Ăn giúp chị nha. Ờ, tới đi, mày chứ tính mày nóng rồi, mày tới chị sale cho. Thằng đó chị phải ghét chứ sao, nghĩ sức. Chưa thấy con mẹ bán chè nào mà mắc bố như mẹ này. Có chuyện không có điện thoại mà cười sằng sặc như mẹ khùng. Tới mày thiệt. Ủa lên cái chuyện mày sao mày trả lời trả vốn như mày. Mày không có lịch sự mày phải trả. Hả? Điện thoại mới đây đâu rồi? Đây nè. Ủa sao lấy lại vậy? Lấy lại gì, nó nói tốn tiền của tôi quá. Anh bậy lắm. Anh vô anh cướp của tôi bao nhiêu tiền được. Có một cuộc điện thoại tiết kiệm cho tôi nha. Giận anh tôi lấy tiền anh đi sớm. Không chưa? Một chút. Giấy phải không? Ờ. Đếm lẹ lên. Thôi em chút chứ. Em đếm cho nó kỹ lát còn khai báo với cảnh sát. Anh ăn cướp, anh có receipt không? Gì vậy? Anh cho em để em khai thuế. Khai thuế gì? Không cần cuối năm nó trả là em mớ à. Giỡn mặt với bà hả? Đi ra ngoài. Dạ. Để tôi đếm. Đếm nha. Lòng quá. Dạ. Ôi, cầm giùm coi. Dạ cầm. Chỉ ở đây phải không? Anh ấy chỉ cho đúng chỗ. Không biết chĩa súng hả? Đó giờ đâu có đi cướp đâu biết chĩa súng. Tôi dạy cho nghe chưa? Dạ. Chĩa không ai chĩa ở đây hết trơn. Chĩa đâu? Chĩa phải chĩa ở đây nè. Ha. Cái gì bắn xì xò nghe không? Ừ. Chĩa ở đây bắn xì mỡ nghe không? À. Cái này phải không? À. Là cái mặt em má hát giống ăn cướp anh. Ủa tôi không cướp là ăn cướp vậy? Cái mặt em thánh thiện gì sao cướp? Cái mặt anh mới cướp nhưng mà em không có cướp. Bà bị em cướp. Em bị cướp. Bà quay súng mà chĩa gì chứ? Ờ ha. Quên thiệt mới vậy. Tánh mau quên quá. Thôi xong rồi. Mệt quá. Có bụng quá có gì ăn không? Dạ chè chuối on sale một đồng một trái. Trái ăn đồng. Cho con trái đi. Dạ. Dạ đây. Sẵn sàng. Ừ. Nhiêu vậy? Dạ 3 đồng. Xong rồi nói đồng trái. Anh thấy không? Cái tánh của anh nóng quá anh không có để ý. Anh nhìn trên kè nè. Em có chen hai bên hai viên cho nước thấy không? Hai viên cho nước rõ ràng luôn. Ờ đúng rồi. Trái chuối hai viên cho nước đàng hoàng. Lạ quá. 3 đồng. Nè 5 đồng á. Khỏi thói. Trời ơi sợp quá nha. Tiếp luôn khỏi thói luôn nha. Mặt thì quen dễ sợ luôn á. Làm gì mấy bữa trước tới đây ăn chè của tôi rồi cua tôi không được. Giờ quay lại cướp tiền tôi là sao? Quen quá. Nè. Dạ.
có chồng chưa? Dạ có rồi. Ừ. Nhưng mà anh cứ nói đi, em còn bỏ nó kịp mà. Nói chuyện dễ thương quá. Dạ. Tối rảnh không? Dạ rảnh dữ lắm, bán chè buổi sáng chứ buổi tối rảnh mà. Ừ, tính mời nhà hàng ăn mừng. Ăn mừng vụ gì? Mới cướp tiền xong nè. Trời ơi, giết quá à. Nè, anh nói cho em nghe. Dạ nói đi anh. Em buôn bán bây giờ đó, thời buổi bây giờ kinh tế đang xuống, nghe không? Em thối tiền phải coi chừng tiền giả, nghe không? Dạ dạ. Nè, anh thấy nè, tờ 100 này là tờ 100 giả rồi đó. Sao sao sao, 100 giả? 100 thiệt đó, là cái mắt ông Phan Linh này ông dòm lên trời. À. Cái tờ này ông nhìn xuống đất. Đâu? Nè. Ờ, hai nhìn xuống đất nè, tôi ừ. Tại sao ông nhìn xuống đất vậy? Ông biết tiền giả, ông buồn, ông nhìn xuống đất. À. Không? Hay quá. Ông muốn em nhìn, em muốn phân biệt lẹ nữa đó. Dạ. Em lật ra làm sao, em thấy cái hàng chữ gì không? Chữ gì? Ngân hàng địa phủ. Anh kéo hoài à. Thôi, có khách rồi. Có khách, để em tiếp khách. Trời ơi. Ông này còn hay đi kép nặng hơn anh hồi nãy nữa. Anh tiếp nha. Có vậy. Làm như giật đập cuối mà chết luôn hay sao, giật quá. Hôm nay sao dân chúng buôn xa hiền rình cả buổi sáng giờ không thấy ông nào bà nào vượt đèn đỏ chạy quá tốc độ. Ăn chè đi rồi tính. Ây da, quá trang mà sao sống giống police thiệt quá ta. Giống y chang luôn, mặc đồ giống quá. Police thiệt chứ bộ. Police thiệt hả? Chứ sao? Thằng thiệt phải không? Chứ sao? Hiếp, 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 hiếp. Stop. Hiếp. Trời ơi, bà nghĩ sao vậy? Nhìn cái tướng mà đi. Rồi bà nhìn cái mặt tôi nè. Sao? Xí quách còn đâu nữa mày. Trời ơi. Vậy bà không có chè gì không? Dạ chè chuối ông xeo động trái, chạy anh đóng. Chạy anh đóng động trái. Nói chung là hôm nay là xeo chuối đó. Rồi cho một trái đi. Dạ. Ê ông anh ơi. Hả? Nhớ xin thêm hai viên nha. Dạ. Mà xin viên bự á. Viên nhỏ là tôi ăn vỡ ẹt à. Rồi cho một trái hai viên đi. Anh muốn ăn mấy viên cũng được hết trơn á, em không dám tính tiền đâu. Thì, đúng rồi, đúng rồi. Làm nghề cảnh sát là vào sanh ra tử, nhưng mà được có cái lợi là mỗi lần đi ăn thì chủ quán không tính tiền. Dạ. Nhưng nếu tính tiền thì tôi nghĩ mẹ nó. Dạ đúng rồi. Anh mặc cái sắc phục như vậy, ừ. Với lại hàng anh dài như vậy. Cái gì? Hàng gì vậy? Cái cây này nè, cây này nè. Cái cây này là cái cây ba to. Cây hả? Cây ba to. Đó giờ em biết cây này gọi là cây ba to. À. Cây ba to dài vậy nè, cộng với cái mặt cô hồn của anh. Đấy. Cái mặt hồn nhiên. Hồn nhiên. À, hồn nhiên y như chó điên nè. Đấy. Em quýnh quá, em gặp anh em mừng em quýnh. Nói tóm lại là ông nội em cũng dám tính tiền anh. Cứ hỏi cô cho làm cảnh sát á, một năm được nghỉ 3 tuần bên kia sân. Dạ đúng rồi. Mà một lần cởi được cái bộ đồ này ra rồi người nó thảnh thơi lắm. Dạ thảnh thơi. Nhưng mà kẹt một cái mỗi lần đi ăn phải mặc vô. Mặc chung chí. Trời ơi, không đi mặc vô, đi ra nhà hàng ăn là chủ quán vẫn đưa bill tính tiền như thường à. Hay quá, tính hay. Ơi, vậy mà mốt về hưu á, đề nghị ông banh giữ là bộ đồ này đi. Chi nữa? Để ăn chè khỏi ra tiền. À đúng rồi. Ê, nè nè nè, là chú. Làm gì vậy? Trời ơi, chỗ quán xá mà ngồi đếm tiền đây mà cướp nó vô nó thấy được là vong mạng nó dẹp vô. Dạ không sao, sắp xong rồi. Cướp. Cái gì? Cướp. Ai cướp? Cướp. Tôi vô anh chè cho anh cướp cái gì? Trời ơi, sao ngu dữ vậy ba? Ba cẩn thận lời nói bà nha. Tôi công ba vì cái tội phỉ báng nhân viên công lực trong lúc thi hành nhiệm vụ ạ. Dám đang thi hành nhiệm vụ đâu. Vô đây ăn chè chuối chùa của tôi chứ thi hành gì. Anh sợ quá à. Mình để ý giùm tôi nè. Cướp. Ai cướp? Cướp. Bà xích qua coi. Bà nghĩ sao mà bà nói người ta ăn cướp? Trời ơi, cái dáng đó nhiều lắm là anh dịch anh thiếu mà không biết nó dám ăn chưa đó. Tôi cho gan lắm là đi ăn cắp vặt thôi. Hả? Trời ơi, cái mặt nó khờ thấy bà luôn mà anh cướp cái gì? Gì? Nói gì mặt khờ? Mặt này không có khờ. Cái này là mặt ngu. Nó khẳng định mặt nó ngu kìa ông nội ơi. Tôi nói cho bà biết đó. Tôi làm cảnh sát đã 18 năm rồi. Mà 8 năm trời đó là tôi đã làm xếp băng đảng rồi. Trời đất ơi. Thế sao? Chùm băng đảng hả? Thế sao? Nãy giờ anh không nói mới để ý cái mặt anh nó ác mà nó ghen đi chùm băng đảng à. Không có thích hợp làm police chút xíu nào phải không? Không thích mặt hợp. Anh đó không có tôi nói cho bà nghe. Xin lỗi anh. Tôi đã bắt bao nhiêu vụ nổi tiếng rồi. Dạ. Chứ không phải là, trời ơi bà nghĩ sao? Tôi hỏi bà một câu thôi, trên thế giới này có thằng nào điên đi ăn cướp xong ngồi tại chỗ tính tiền không? Dạ được ba tiền nó của con. Quay. Nó mới cướp của tôi đó. Không dám đâu. Bà tiền bà? Tiền tôi. Bà có ghi lại số seri number? Trời ơi, khách vô tiệm chè cả ngàn người đâu có rảnh đâu ghi seri number. Bà có gắn máy thu hình không? Tiệm chè chút ép kìa, ra vô như tôi nhớ mặt rồi gắn camera làm chi. Bà có nhân chứng không? Có. Đâu? Đi nhổ răng rồi. Bà càng nói bà càng gian mà. Gian lắm hả? Bà vu khống cho người ta nữa. Hả? Cái tội đó. Có súng. Có súng. Gì súng nè? Súng lớn rồi để đây, súng nhỏ tôi kết rồi. Trời ơi, còn khoe súng với tôi đó chứ trời ơi. Súng nhỏ, súng lớn thì thay kệ ông, mà tôi nói thằng kia nó có súng. Súng nó dữ lắm à. Nhưng mà ai có súng là người đó ăn cướp à? Cướp.
Trời ơi, nước Mỹ tự do này ai mà không có súng? À, tôi biết rồi nhưng mà nó có súng. Ai có súng là anh cướp. Anh cướp. Vậy tôi là cảnh sát, tôi có súng tôi cũng là anh. Bà nói đàng hoàng nha. Tôi hết nhịn nổi rồi đó. Ê, hey, bà có súng chưa? Đưa súng ra đây. Anh giỡn. Bà có súng. Bà, ông đảo đầu thu chuột, chú giỡn. Súng chưa? Tôi đàn bà làm gì có súng. Đó, súng đó. Bà đã kẹp vào trong cửa sổ kìa. Kẹp cửa sổ. À, trời ơi, cái súng. Anh ơi, anh giỡn em á. Anh lấy ra giùm em ơi. Lấy ra cái súng. Em được đâu. Sao ạ? Sao bắt lộn như sâu nước. Anh ơi, cái súng người ta gửi em chứ không phải của em. Lấy giùm em đi anh. Anh nhiều chuyện quá. Lấy giùm em cái súng ơi. Ấy. Trời ơi, ông lấy đồ trong người ta ra mà ông nhắm mắt vậy có lỡ nó trúng cái tát sao? Kệ người không vợ mở mắt lấy đàng hoàng. Được rồi. Em đàn bà không biết chơi súng. Trời, súng mà để rồi sao nóng như vậy? Kẹp đây nè. Mỗi lần hâm chè em cũng kẹp nó không mà nó nóng vậy đó. Thôi được rồi. Tôi bắt bà về ba tội. Tôi có tội gì mà anh bắt tôi? Tội thứ nhất, bà phỉ báng nhân viên công lực trong lúc thi hành nhiệm vụ. Trời ơi. Tội thứ hai, bà vu khống cho người hiền lành là anh cướp. Trời ơi. Tội thứ ba, bà có vũ khí trái phép. Hả? Ok. Thơn nào đâu? Bút cho em đi ai vô bắt. Tôi đau. Là gì? Không hiểu hả? Không. Quay mặt về phía trước. Đưa hai tay ra sau lưng. Bắt người Việt tao nói tiếng Việt đi. Nói tiếng Anh chi không hiểu gì trơn á trời. Rồi làm đi. Quay mặt về phía trước. À. Trời ơi không phải. Quay nguyên cái người về phía trước. Hay không? Lo nói tiếng Anh cái quên tiếng Việt hay không? Anh phải nói là quay nguyên người nó biết đường tao mò. Rồi sao nữa? Để hai tay ra sau lưng. Rồi. Làm gì đây? Về boss. Hả? Cái gì vậy? Trời đất ơi, tôi chủ tiệm chè. Thì tướng nó bắt lộ người dài ai. Không phải bắt chè chuối lên xe thôi. Bỏ tôi xuống đi bắt chè thôi. Thiệt là chưa thấy cảnh sát nào như ngu như cảnh sát này. Đỡ quá. Ê, mà bắn chè ơi, tôi không biết nấu chè đâu nha. Mà về có tiệm đó tôi còn đi cướp tiệm khác nữa. Bà ơi, anh không cần phải nói nữa. Những lời nói của anh sẽ là bằng chứng trước tòa. Tôi làm gì đâu bắt tôi. Ừ, có nhân chứng vật chứng đâu. Dạ. Thằng này mới là thằng ăn cướp nè. Theo tao, mày bóp, giơ tay lên. Vô. Lộn nữa ba, bên kia mà bắt lộn tôi hoài vậy đâu. Cha cha biết biết không cha, bao năm qua đi xa lòng vẫn nhớ thương cha. Bao năm qua đi xa lòng vẫn nhớ cha, ta vì thương vì nhớ. Hôm nay con về. Ủa? Ba ơi ba con về rồi ba ơi. Sao nhà cửa để trống trơn vậy ba đâu rồi ta? Ba ơi! Ba ơi! Chắc đi lộn nhà rồi quá. Dạ xin lỗi. Đứng lại. Mày không nhìn ra ta hay sao? Ờ, ta là ai? Cha 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 đây con không nhớ. Nhớ không sao thì con đã mất. Đôi con đã bù à? Trời ba. Ba mà con tưởng mafia. Ba làm gì ba đeo kiến hình sợ. Ai nhìn ra được ba đâu. Trời đất ơi, bí mật mày ơi. Bí mật gì vậy ba? Sao con khỏe không? Khỏe. Về sao hành lý không chịu đem vô? Hành lý á? Đấy, hành lý con nè. Trời ơi, từ Mỹ về mày kéo vali nhỏ xíu vậy hả? Bà biết tánh con đơn giản mà. Tánh mày đơn giản mà tánh tao không có đơn giản. Nghe không? Mày Việt kiều về nước mà mày kéo cái vali nhỏ xíu vậy tao không thấy vui vậy đó nha. À, sao không thấy quà cáp gì chân vậy? Thì cũng tại ba nói Việt Nam giờ gì cũng có, xách quà cáp gì cho nó mất công. Mày con tao sao mày ngu quá vậy? À? Mày xa quê hương không có bao lâu mà mày quên hết trơn. Mày mất gốc rồi hả?
Việt Nam nói có là không, nói không là có. Nghe chưa? Ba ơi ba, bây giờ ba thay đổi nhiều quá à. Mày mới thay đổi đó. Sao vậy? Thấy chưa? Thay đổi gì đâu. Mày quá thay đổi chứ còn gì nữa. Tao nói rồi. Bộ tao nói là mày không mua quà là mày không mua thiệt hay sao? Thấy không? Okay, vậy thôi lần sau con về hứa với ba luôn, đem ba vali sô-cô-la với dầu gió xanh làm bà quà cho ba nha. Mày mua sô-cô-la cho tao ăn lên đường hả mày? Dẹp đi. Không có quà cáp cũng được, miễn là có đem tiền mặt về được rồi. Việt Kiều thì phải có tiền mặt chứ ba. Bao nhiêu con? Con đem tới 3.000 đồng. Con định là tặng cho 3.500, còn 1.500 con ở đây nguyên một tháng trời xài xả láng luôn, coi như ngày xài 50 đồng. Xài ngày 50 mà làm ngon dữ. Tao biết Việt Kiều đây có hàng xài một ngày 5.000 đó mày. 5.000 đồng Việt Nam thì con có. Ba nghĩ sao vậy? Ở bên bển con cài cực khổ quá mà 5 năm không biết có dư 5.000 hay không nữa mà tự nhiên đâu dám ra xài 5.000 ba. Bởi vậy thiệt ba, giờ ba không biết sao nữa. Nhưng mà con nói ba nghe. Gì? Ba đi rước con mà ba làm gì ba bận đồ lớn trịnh trọng quá vậy? Ba làm con xúc động ghê luôn á. Xúc động với con khỉ. Đón mày tao mặc xà lỏn được rồi. Mắt mới phải mặc đồ lớn mày. Xúc phạm quá vậy ba. Mày còn nhớ tao nói mày cái gì không? Gì ba? Kỳ này mày về là tao kiếm vợ cho mày. Tao kiếm ra rồi. Hai má con đang lá sắp xa qua đây để coi mắt mày đó. Con nhỏ nó đẹp lắm. Nhưng mà đẹp không quan trọng, quan trọng là má nó rất giàu. Nhưng mà con cũng phải coi có hạt hay không mới lấy được chứ ba. Ba nói cho mày nghe, lúc ông nội bị hấp hối đó, có kêu tao tới bệnh viện. Ông nói á, trên đời này không có cái nghề nào sướng bằng nghề lấy vợ giàu. Ông nói xong ông chết. Từ đó trở đi, tao nhớ lời trăn trối của ông, cho nên tao ráng tìm một người vợ giàu để lấy, để cho ông có thể ngậm cười nơi chín suối. Nhưng kiếm hoài không ra. Nhà giàu nó đâu có ngu mà gả con gái cho ba. Mày nói đúng. Bởi vậy cuối cùng tao đành phải lấy má mày đó. Lúc đó má còn làm gì ba? Bán trà đá. Con biết rồi. Hèn chi ba tên Tiêu, Trần Tiêu. Ba hận đời cái ba đặt con tên Tùng. Ba có tên Tùng luôn phải không ba? Đúng. Giấc mơ lấy vợ giàu của ông nội mà không thành. Dạ. Tới đời ba cũng không thành. Tới đời con nhất định phải thành. Thấy chưa? Ba tưởng như là lấy vợ giàu dễ lắm sao? Sao? Phải đẹp trai. Mà ba thấy rồi, nhà mình ba đời chỉ có một mình con là có nhan sắc thôi. Tao bắt đầu thấy hơi nhận nhận rồi đó. Ba nhận gì? Tao nhận gì cái nhan sắc của mày. Mày nói chuyện tao, mày quay mặt ở chỗ khác giùm cái. Ở bên Mỹ ai cũng nói con đẹp trai đó ba. Đẹp quá. Ờ ba, mà ba nói là bên vợ tương lai con giàu mà làm cái gì giàu dữ vậy ba? Chồng ba là đại gia, bị xe cán chết, để lại nguyên một cái gia tài lớn cho hai mẹ con. Mày mà lấy được con nhỏ này đó hả, là mày coi như là chuột xa hũ nếp, mấy không? Mày ăn tới đời con đời cháu mày cũng chưa hết nữa đó. Nhưng mà con không có muốn nhờ vợ. Đâu phải mình mày. Trên đời này không có thằng đàn ông nào mà muốn nhờ vợ hết trơn á. Mày hiểu không? Nhưng mà tao hỏi mày, mày muốn lấy gì à, vợ là con của đại gia hay là muốn lấy đứa ra bán trà đá? Thì... Nhưng mà nhờ vợ nhục lắm ba ơi. Tao đã từng trải qua biết bao nhiêu nỗi nhục trên đời rồi. Chưa có cái nỗi nhục nào lớn bằng cái nỗi nhục không có tiền hết. Ba nói vậy á, thì giờ con nghe lời ba. Con hy sinh đời trai một lần. Rồi. Nhưng mà nói thiệt với ba là thật lòng là con sợ mang tiếng đào mỏ. Bộ mày tưởng đào mỏ dễ lắm sao? Ở bên Mỹ mày làm nghề gì? Thì con làm công nhân bình thường thôi. Mày làm mất mặt tao quá Tùng. Tại sao Việt Kiều về đây thằng nào cũng là giám đốc, mà mày là khai mày là công nhân là sao? Hả? Tại sao? Thì con cảm ơn ba đó. Ba cho con qua bên bển 5 năm trời, con lo con cài cực khổ hai chớp rồi con kiếm tiền con gửi về cho ba để ba trả nợ. Nó rồi có thời gian ăn học đâu mà tự nhiên giờ ra làm giám đốc. Mày muốn lấy con của đại gia mà mày nói mày khai mày là công nhân thì không có được. Mày phải nổ. Nổ gì ba? Nổ là sao? Trời ơi thằng này, mày sao khờ quá vậy? Mày có bây giờ mày nghe pháo nổ chưa? Lựu đạn nổ, đại bác nổ chưa? Nổ có nghĩa là mình có ít, mình nói cho thành lớn, hiểu chưa? Nhiều lên. Ví dụ mày là công nhân
mày nói mày là giám đốc, mày là giám đốc, mày nói mày là thứ trưởng, là thứ trưởng, mày nói mày là cố vấn tổng thống Obama. Ba ơi ba, cái vụ mà cố vấn tổng thống cho Obama con thấy không được nha ba. Tại sao không? Rủ khi người ta hỏi con là ông Obama, ông thủy tán xác, ông Bin Laden ở biển nào rồi con biết đâu con trả lời. Thằng này không có biết gì hết. Dễ ẹt. Dễ gì? Mày chỉ cần trả lời là xác ông Bin Laden ở biển Vũng Tàu được rồi. Còn lại ba, cái gì? Bên Mỹ là chỉ có biển Vũng Tàu. Thì biển nào nó cũng trôi về đây thôi. Mày không biết nổ con mẹ gì hết trơn. Ba ơi, cái vụ cố vấn là con xin lỗi ba, con không có làm được rồi, không được. Thì bây giờ mày nghĩ là mày làm một cái gì chức vụ cao cấp ở trong dinh tổng thống người ta được rồi. Cao cấp hả? Ừ. Ba. Sao? Ở trong dinh tổng thống đó ba, nó có nhiều kiến lắm. Không mấy giờ con nói vô trọng con lao kiến được không? Thằng quỷ. Mày là con tao mà sao tao không biết mày có giống tao không nữa. Chắc má mày còn sống tao phải hỏi lại rồi nha. Hồi đó con có hỏi má rồi. Má nói hên xui. Ê, không có giỡn nha mấy. Con nói chơi à ba. Mà con nói ba rồi, tự nhiên giờ ba kêu con nổ, con biết sao con nổ. Con không có nổ được. Thì mày nói mày làm bộ trưởng ở trong dinh tổng thống cho tao. Thôi thôi không được, không có biết nổ. Ba kêu cái khác đi, không làm không nổ. Nè, nghe tao nói. Tự nhiên má mày mất sớm, một tay tao nuôi mày khôn lớn, hiểu không? Hả? Rồi tao lo mày qua Mỹ. Bây giờ mày muốn báo hiếu cái công ơn dưỡng dục của tao á, là mày phải nổ. Hiểu chưa? Nổ chi vậy ba? Mình không nổ á, người ta sẽ coi thường mình, sẽ khinh rẻ mình là vì mình nghèo, hiểu chưa? Thì mình nghèo thì mình nghèo thiệt chứ bộ. Nhưng tao không muốn người ta biết cha con mình nghèo. Nghèo ai gả con gái cho mày? Hả? Nhưng mà bây giờ ba kêu con nổ rồi mai mốt người ta biết mình xạo đó, người ta còn coi thường mình hơn nữa. Chừng đó tính sao? Xã hội bây giờ đó là quan trọng cái mặt mũi, hiểu không? Như tao nè, ăn mặc như vậy ra đường người ta kêu tao là đại gia, nhưng mà về nhà tối tao ăn mì gói. Đứng lại đi, đứng lại đi, đứng lại. Ba thầy mày ăn mặc cái gì mà lát người ta qua ta khôi thường chết. Sao vậy? Mày bằng cái áo vest ba vô cho nó ngon lành. Thấy trời chưa? Ơi thôi trời nóng nực lắm ba, thôi nóng con có bận cái gì, bận vô cái mày quát vô nó lịch sự lên. Trời ơi ba ơi, cái quay cái gì? Hồi nãy cái bề ngoài của ba đó sao? Nhìn quá sang à. Mà sao bề trong của ba nhìn giống cái bang? Ba làm cái gì vậy? Không thành vấn đề. Bây giờ đó, cái gì đó ăn thua là bề ngoài thôi. Bên trong sao cũng được, mày không? À? Mày cứ bận gì ba? Thôi thôi thôi, con nè, chùm lên đi ba, hơi khách khứa tao. Mày cứ bận vô đi. Tao vô tao có chuyện lo mà. Tao chuẩn bị rồi. Ba ơi là ba thiệt, có sao giờ về mà ba thay đổi quá luôn á. Tự nhiên là kia bận vô đó là cho ba vui thôi á. Cười cái gì? Ba làm cái gì vậy trời? Bữa tao mua áo bay quanh với quanh phi. Tao tính trước rồi, tao lợi hại không? Ba đứng ra 18, 50 cho con. Sao vậy? Ba đứng gần nghe tao tưởng đâu hai cha con sanh đôi á. Khùng mày, tao nói anh em xin đôi cho ai nói chào người xin đôi. Đó bận áo lên. Rồi sao bận áo lên vừa lòng chưa ba? Vừa lòng. Sống như vậy mới là sống kiểu đại gia rồi, biết không? Trời đất ơi. Ba ơi, đại gia là gì ba biết không? Mà xong thấy nãy giờ ba cứ vỗ ngực ba nói ba là đại gia vậy? Biết sao không biết? Đại gia là gì? Đại gia tức là đại gia. Chứ sao? Đại gia là đa dạy. Đa dạy là hằng hà sa số cái dạy. Mà cái dạy lớn nhất, nguy hiểm nhất đó là dạy gái. Cho nên đại gia là cách viết ngược lại của hai chữ dạy gái thôi, đâu có gì đâu. Ba dỗn dỗn ngực xin tên như vậy. Dẹp đi. Một lát nữa qua ta sẽ giới thiệu mình là bác sĩ. Trời đất ơi, nghe chưa? Có biết khám gì đâu, tự nhiên kêu làm bác sĩ. À đúng rồi, lúc nó kêu mày khám mày không biết làm sao. Giới thiệu mình là nha sĩ đi. Nha sĩ có ai có hàm răng như con trời. Đúng, 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 đúng. Mày giỏi. Bây giờ ở bên Mỹ mày làm cho công ty nào?
Thì con làm công ty điện lực, hàng ngày đi đến nhà ta ghi đồng hồ điện để tính tiền á. Được rồi, tao giới thiệu mày là giám đốc công ty điện lực. Được chưa? Có điện giật con thì có. Cứ vậy đi mày, đừng có cãi tao. Là ba con sợ, ba muốn gì ba làm đi. Hai mẹ con này hẹn giờ này chưa thấy qua nữa. Hễ quá rồi, chưa thấy qua. Mày, ba hẹn với tao mấy giờ? Cái gì vậy ba? Nghe, nghe gì không? Ba, hả? Nhạc Bến Thượng Hải mà sao giống như là đi ăn đám cưới nữ hoàng anh vậy ba? Không phải đâu, đây là bên vợ tương lai của mày đó. Cô dâu mới đi coi mắt ngày đầu tiên sao bận bộ đồ đen thùi, nhìn giống mà mệnh phụ phu nhân quá. Nói má rồi, má làm riết người ta tưởng má là cô dâu chứ không phải con đó. Xin lỗi, tôi là má của cô dâu chứ không phải cô dâu. Xin giới thiệu, đây là con gái của tôi. Nó đeo túi LV, chắc là biết nó tên gì rồi phải không? Nó tên Lê Vi. Còn tôi đeo túi Gucci là biết tôi tên gì rồi phải không? À, bác đeo Gucci vậy là bác tên chỉ Ấy, bậy bạ, tôi không có chỉ cái gì hết. Tôi đeo túi Gucci là tại vì tôi sanh ở Gucci. Đeo Củ Chi, sanh ở Củ Chi. Ừ. Bữa nào bác đeo Dior, bác sanh ở Mỹ Tho. Xin giới thiệu với gia đình, tôi là mẹ của cô dâu tên là Lý Lệ Thanh. Ồ, tên giống tài tử Hồng Kông quá ba. Đúng quá con ơi. Dạ. Dạ xin hỏi anh Tiêu là cháu Tùng về chưa? À, xin lỗi chị. À, tôi quên giới thiệu, đây là cháu Tùng, con trai tôi, Việt Kiều Mỹ mới về đó chị. À, cháu Tùng đây sao? Dạ. Nhìn giống đồng phục quân đội quá, tưởng hai anh em. À, con à, con qua con chào bác Tiêu với anh Tùng cho phải phép nha con. Dạ. Dạ, con chào bác Tung anh Tiều. Hả? Dạ, bác Tiêu anh Tùng. Tên gì kỳ với má, tên gì Tung Tiều Tiêu Tùng dạ? Bởi vậy hai cho con Tiêu Tùng cho nên không ai dám hợp tác làm ăn hết trơn. Dạ con chào bác. Chị ơi. Chào em Lê Vi. Dạ dạ mời chị với cháu ngồi. À. Dạ. Dạ. Má ngồi đi má. Dạ. Mời chị. Ở bên Việt Nam mà bác với em chịu chơi quá, xách Gucci với LV. Ở bên Mỹ có nhiều người cả đời không dám xách hai cái hiệu này đó bác. Ba tìm gì vậy ba? Ủa tao tìm gà sống chuồng á mà. Anh xui. Tôi cười đó. À, xin lỗi. Dạ. Dạ, thiệt tình. Nói ra thì không phải phép, nhưng mà tôi cũng xin lỗi trước nha. Dạ. Ba cái đồ quỷ này á, coi như đồ bỏ trong gia đình tôi vậy đó mà. Đó, lỡ sanh con Vi ra, đặt cái tên Lê Vi, cái từ nhỏ tới lớn toàn là mua túi LV cho cháu nó đeo không mà. Còn tôi đó thì tôi yêu cái quê hương của tôi. Tôi sanh ở Củ Chi cho nên là toàn là túi Gucci không à. Hồi ông nhà tôi còn sống có mua cho tôi mấy cái túi hầm bét mà tôi không có đeo. Ủa sao vậy chị? Tôi sợ ta nói tôi hầm hố. Ta nói gia đình có của cho nên là mẹ con thích cái túi nào là cứ mua về vậy đó. Hồi nãy chuẩn bị qua đây ta nói mở cái tủ ra lấy túi mà cả trăm cái túi nó ập vô trong người vậy đó hà. Yeah. Anh với bác biết không, má con có tiền nhiều quá riết cần cứ mua tầm bậy tầm bạ không à, chứ con không có thích xài mấy cái hàng ngoại, tại vì mỗi lần đi ra đường lựa nó cũng mất thời gian lắm á bác. Chị ơi, hồi nãy tôi có nói thằng Tùng rồi, nói về chị với thằng cháu đây. Dạ. Chị có một đứa con gái thiệt là đẹp nè. Dạ. Ngoan hiền, cho nên chị sẽ gặp cái nơi xứng đáng chị mới gả. Dạ. 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 Vậy đó chị. Dạ thiệt, nghe anh nói tôi suy nghĩ đúng là thiệt là đau lòng.
tôi đó thì chỉ có mỗi mình con Vi thôi. Nó là chìa tay hòm chìa khóa của gia đình tôi. Yeah. Đã vậy cháu quán xuyến hết trong nhà. Nhà thì có hai mẹ con, cho nên bây giờ mà gả cháu đi đó thiệt là đau lòng. Đứt từng đoạn ruột. Yeah. Cả nhà im lặng đi, có nghe tiếng gì không? Dạ, nghe gì? Nghe gì đâu, má. Tiếng ruột của tôi đứt đó. Ê, trời ơi. Gì vậy anh? Ruột chị đứt rớt nè. Anh xui này giỡn hoài nha. Không, thật ra. Cho nên là bây giờ đó là phải kiếm cái chỗ môn đăng hộ đối, gia đình có ăn học đàng hoàng mới gả cháu Vi đây. Dạ đúng rồi đó bác. Bác biết không, thật ra có nhiều người đeo đuổi con lắm mà con không có để ý. Tại vì con ghét nhất là mấy thằng cha đào mỏ. Mà ha, đặc biệt là ha, mấy thằng cha già ha, mà xúi con mà đi đào mỏ tiền của má con đó bác. Cho nên hả, thật ra họ đâu có thương yêu gì con đâu phải không? À, đúng. Con nói đúng á. Thời buổi kinh tế khó khăn bây giờ, người ta lúc nào cũng nhắm vô cái gia tài của má của con hết trơn hết trọi á. Bác thì ngược lại, bác không có vậy đâu. Bác cho thằng Tùng lấy con á là tại vì á, bác thấy à, con với lại má con là cái gia đình đàng hoàng. Chứ tối với bác tiền bạc không nghĩa gì, phải không chị? Dạ. Kinh nghiệm mấy lần má qua nói chuyện với anh xui đó. Dạ. Đeo cái lưới này nó giảm từng bớt bớt từng sức âm thanh dữ lắm đó con. Chị nói sao? Dạ ý em nói anh có cái phổi tốt. Dạ cảm ơn chị. Bà. Bà. Gì con? Bà thấy không? Bác người sang trọng quý phái, nói chuyện phải từ tốn nhẹ nhàng. Chứ ai như ba ào ào vậy. À. Dạ thưa bác. À, vốn là... Thôi mày. Nói bình thường đi. Con cũng bị liệu. À, dạ thưa bác. À, nãy ba con có nói là bác trai bên nhà à, bị tai nạn xe mất. À, mà xin lỗi, xe gì đụng mà dữ vậy bác? Chị ơi, anh chết sao chị cười vậy? Dạ không, anh xui, tôi khóc đó chứ. À vậy hả? Thiệt, nói ra thiệt là đau lòng. Ông nhà tôi, ổng tai nạn xe. Dạ. Ổng bị xe cấp cứu tông chết. Ủa, xe cấp cứu là tôi thấy nó chạy, nó hú còi inh ỏi lớn lắm mà sao ở bên nhà bị lãng tai à? Đâu có, nói ra thiệt đau lòng. Đúng rồi đó anh, ông nhà tôi được cái rất là thính tai. Dạ. Đứng 20 mét mà ho thôi ông nhà tôi nghe còn rõ mà. Nhưng mà cháu đi lâu rồi cháu không biết. Ở Việt Nam mình bây giờ kẹt xe dữ lắm. Chiều tan sở tan tầm ra, ngã tư, ngã sáu, ngã bảy, bùng binh nào cũng kẹt xe hết đó con. Yeah. Rồi cả ngàn người ập ra đứng ngay cái ngã bảy đó, không biết đi ngã nào. Lúc đó xe cấp cứu mới xuất hiện. Cháu cứ nghĩ đi, xe cấp cứu nó cứ ò e, mà bảy ngã nó đi ngã nào. Nghĩ lại thiệt là đau lòng. Chồng của tôi đang bấn loạn không biết đi ngã nào thì bỗng nhiên nghe một cái xoẹt. Xét đánh hả chị? Dạ xét nào mà đánh nổi chồng tôi, xe cấp cứu nó tông ổng. Trời ơi. Lúc ổng chết rồi mà ổng còn nắm chặt tay tôi, ổng hỏi một câu. Ổng hỏi gì chị? Xe cấp cứu nó chạy đường nào vậy bà? Trời đất ơi. Đó, chết mà ổng còn không biết tại sao ổng chết. Bởi vậy đường xá bây giờ thiệt là đau lòng. Bác thấy không, má con bởi vì lúc ba con mất đó, cái buồn phiền đó, lo làm ăn với lo nuôi con không à. Riết rồi má con không có sửa soạn gì hết trơn á. Trời đất ơi, chưa sửa soạn nữa hả? Dạ. Mà tôi thấy cũng đẹp á chứ. Giờ bác mất rồi còn có hai mẹ con, hoàn cảnh thấy cũng neo đơn hả bác? Dạ. Thì mọi người nhìn vô cũng thấy gia đình tôi đó bây giờ rất neo đơn. Nhà thì chỉ có hai mẹ con thôi. Nhưng mà được cái ông nhà ổng mất đi đó thì ổng cũng để lại cho con Vi với tôi một căn nhà nhỏ nhỏ. Hai mẹ con gọi là nhà, nhưng láng giềng người ta gọi là resort. Thì đó, ở nó
ở cũng gần thôi, một cái bãi biển nhỏ thôi, nhưng mà cả nước ai cũng biết đó là bãi biển Mũi Né. Căn nhà của tôi thì nhỏ thôi anh à. Dạ. Anh xui sau này có làm xui với tôi đó. Dạ, thì mời anh xui về đó nghỉ dưỡng. Dạ. Sáng sớm mình nên chạy bộ, 5 giờ sáng anh chạy bộ một vòng nhà tôi thôi, về tới nhà anh ngủ luôn là vừa. Nhà lớn quá con ơi. Bà lớn ơi, lắm á. Nhà lớn con sợ ma. Ủa vậy? Má, sao anh sợ ma không em má đưa mấy cái căn nhà bên Phú Mỹ Hưng cho anh. À, trời ơi, nhắc mới nhớ. Bị gì để lâu quá, bởi không có con Vi là cỡ như là mất cái đầu của tôi luôn vậy đó. Yeah. Còn mấy căn nhà bên Phú Mỹ Hưng để cho cháu nó về nó nghỉ ngơi. Yeah. Nhà ở Phú Mỹ Hưng tôi còn mấy căn để trống á, không có cho người ta mướn, sợ cho người ta mướn làm hư nhà mình. Dạ. Nhưng mà Phú Mỹ Hưng cơ sở hạ tầng thì đẹp tốt lắm, chỉ có điều là từ khu quận nhất mình á, khu trung tâm mà chạy vô chổng đường xá nó hơi xa xôi, bị chưa có làng đèn. Dạ. Đèn đuốc thì tối hù à, cho nên đường đi nó hơi gian nan. Ủa tại sao vậy chị? Tại gặp nhiều giang hồ. Tôi nói đường tối hù à, có nhiều khi mấy người bạn tôi thăm tôi á, khi đi thì bằng Honda mà khi về thì bằng băng ca. Ủa sao bằng băng ca? Trời đất ơi, đường nó tối quá giang hồ nó giật xe. Trời ơi, trời ghê quá. Nhưng vậy mà bác, gia đình cứ yên tâm. Trời ơi, tôi cả đời có bao giờ đi Honda đâu mà lo. Dạ. Tôi mới mua 6 chiếc xe hơi. Dạ. 6 chiếc Rolls Royce đó anh. Dạ, xe gì mà nói không có suông miệng vậy chị? Dạ, Rolls Royce. À, Rolls Royce. Vậy mà tôi tưởng bán xôi. Mua mấy chiếc cho người ta mướn. Thôi, con lấy chìa khóa cho anh qua bên bển nghỉ dưỡng đi con. Dạ, ở cái nhà này nó hơi ngột ngạt, xin lỗi anh xui nha. Dạ. Trời. Chưa. Cái gì vậy? Thiệt tình à. Đúng là con cái, con hay quên cái này chìa khóa két sắt của má. Con quên, nhiều quá con quên. Mà thôi đi con, qua bển rồi xa xôi, gia đình mình không có tâm sự với nhau được. Yeah. Xin phép anh xui cho tôi nói chuyện với thằng nhỏ một chút nha. Dạ, yeah, mời chị. Thiệt tình á. Yeah. Ngồi đây gia đình mình con nói chuyện chút xíu nha. Yeah. Con. Dạ. Yeah. Nói nè. Dạ. Yeah. Qua bển á, nay cũng gần 30 mà chưa có lấy chồng. Vậy là ăn học dữ lắm á nha Vi. Gì lấy chồng? Ấy trời ơi, bác lộn, ta nói nghe con lấy chồng cái bấn loạn hết trơn vậy đó hả? Dạ. Ngôn ngữ nó đảo ngược. Dạ. Bác xin lỗi nha. Dạ không sao. Con Vi nó lấy được cháu là phước phần lắm đó. Dạ. Ăn học dữ lắm đó nghe con. Dạ, tôn chỉ của con quyết không yêu để dành tiền ăn học, sống cô đơn cho con gái nó thèm. Anh ơi, có ăn học cái mở miệng ra cái là trời ơi tao nói thơ văn vậy đó hà. Bác chịu. Anh Tùng, ba anh nói là bác sĩ gì, anh bác sĩ ngành gì vậy anh Tùng? Anh đâu phải bác sĩ. Con đừng có giỡn mà con. Anh đúng ra là anh là tiến sĩ. Ừ. Mà ở bên Mỹ á, tiến sĩ á, thì người ta cũng gọi là doctor. Mà bác sĩ thì nghe tôi cũng gọi là doctor. Rồi cái tờ cái ba anh nghe chắc hiểu lầm á. Dạ. Yeah. Tôi lộn. Thiệt tình nghe. Là sao? Nói ra thiệt là đau. Đau lòng. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Nhưng mà kỳ này không có đau lòng mà thiệt là đau bụng. Hả? Sao vậy? Cười anh luôn đau bụng luôn á. Lớn tuổi rồi nên học English for today. Yeah. Ba cái chữ tờ mà lộn nó kỳ lắm. Yeah. Bên đó cháu làm ngành xây dựng hả cháu? Dạ đâu bác. Ngành xây dựng là contractor. Còn con là tiến sĩ, là doctor. À vậy hả? Yeah. Tôi cũng lộn. Thiệt là đau lòng. Mày mốt tôi học English for today đi theo học luôn cho nó tiện nha. Anh này giỡn hoài. Anh Tùng, vậy anh làm tiến sĩ mà tiến sĩ ngành gì vậy anh? Anh á hả? Anh tiến sĩ ngành không gian. Anh là phi hành gia đó em. Ủa gì hả? Bây giờ á mà em hỏi anh cái chuyện trên trời anh mới biết nha. Chứ bây giờ em hỏi anh chuyện dưới đất là anh bó tay á. À, vậy là anh là tiến sĩ. Anh phải phóng phi thuyền ra khỏi không gian phải không anh? Đúng rồi đó con. Nó phóng lên phóng xuống hoài à. Tối nào nó cũng phóng á. À không,
Tối nó phóng lên cung trăng chơi, tối nó về. Gặp gì phóng cái đó. Trời ơi, chức vụ cao như vậy chắc là lương tháng cũng bộn lắm ha cháu. À, dạ cũng đủ xài à bác, tháng chắc được 200. Vậy 200 ngàn. À đó đó đó, 200 ngàn chị nghe. Anh xui này thiệt là tiền bạc đối với bác á, nó không có quan trọng. Dạ. Đây nè, sao về này á, về làm rễ đó. Dạ. Rồi à, bác cho căn nhà liền ngay lập tức nghe. Dạ. Tiền bạc nó không có quan trọng đâu. Sau này con về đó, con cứ xin xuống làm văn phòng được rồi. Đừng có bay lên cung trăng chi hết trơn á. Dạ. Lên chỉnh ngắm chị Hằng làm gì. Ở nhà ngắm con gái bác là được rồi. Con gái bác đẹp cũng ngang ngửa chị Hằng á chứ bộ. Mà con nhìn đi, con gái của bác đẹp là đẹp thiệt đó nghe, chứ không phải đẹp giả đâu. Dạ con biết, thời buổi này không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Đúng rồi đó con, cũng có nhiều người phụ nữ làm đẹp dữ lắm mà làm hoài nó không có đẹp. Ai vậy chị? Nói ra thật là đau lòng. Tôi chứ ai. Thôi chị ơi. Dạ. Bây giờ vậy, không mấy tôi mời chị ra sau hậu viên tôi nói chuyện. Dạ. Để cái hai đứa nhỏ đó tìm hiểu chị ha. Tôi với anh ra bàn đám cưới coi đãi bao nhiêu bà. Dạ dạ. Hai con cứ nói chuyện nha Vi. Dạ. Thang thang thang. Đời tôi tàn. Đời tôi tan nát chỉ vì Ly Lệ Thanh. Khổ quá. Không nhận mà anh vui tính thiệt á. Má em cũng vui quá trời. Nhìn hai trẻ cũng dễ thương. Cái gì anh nói? Gái Việt Nam giờ không biết ăn cái giống gì mà em nào em nấy giò dài thòn lòn qua chân cầu Sài Gòn vậy. Nhìn cái giò trắng tươi vậy đó, không có một cọng gân xanh nữa. Vy ơi, em có tin là mới gặp đã yêu không em? Em không biết nữa. Vậy anh nói cho em biết nha. Yêu em yêu nhất trên đời. Vì yêu em chẳng tiếc lời khen em. Da em trắng tựa bánh kem. Nhìn em thôi cũng thấy thèm quá đi. Anh thèm à? Ăn đi. Kêu anh ăn rồi không sợ anh quất ngựa truy phong hả? Ủa mà quất ngựa truy phong là gì vậy anh? Bỏ của chạy lấy người. Em không có tin đâu. Anh biết không? Tại vì xưa giờ em gặp con trai đẹp nhiều lắm rồi nè. Mà không có ai đẹp trai như anh hết. Anh đẹp trai lắm hả em? Anh đẹp nha, mà chẳng những cái mặt anh nó thánh thiện, nó hiền từ, mà nó tỏa hào quang chiếu sáng luôn á. Có hào quang chiếu sáng nữa? Sao em tả anh nhìn giống bụt quá vậy? Mà anh biết không, đặc biệt á, anh có mùi thơm. Mùi thơm Việt Kiều Mỹ á. Đi máy bay 2 ngày không tắm mà em chưa thơm. Em ơi, em với má em ở Việt Nam mà anh thấy giàu quá vậy rồi tiền xài sao cho hết em? Em không có để ý tới tiền bạc của má em đâu. Mà bây giờ em quan tâm á là anh là phi hành gia. Anh phải phóng phi thuyền ra khỏi không gian. Lỡ mà phi thuyền anh nó hết xăng, nó không trở lại trái đất, em buồn chết á. Buồn làm gì em ơi? Anh đâu có bay đi đâu đâu mà chết. Hả? Anh không có bay đi đâu, vậy là anh làm việc dưới trái đất phải không? Mà đúng rồi, tiến sĩ là làm việc dưới trái đất thì làm trong văn phòng để nghiên cứu phải không anh? Anh không phải là tiến sĩ, anh cũng phải là bác sĩ. Vậy anh có cái gì sĩ? Anh có liêm sĩ. Anh có liêm sĩ nên anh muốn nói cho em biết. Anh chỉ là một thằng công nhân đi làm bình thường ở bên Mỹ hàng ngày như bao nhiêu người khác. Anh chỉ làm có 12 đồng một giờ.
anh phải là bác sĩ, không phải là tiến sĩ, không có phi hành gia hành tỏi gì hết á. À, ba anh thấy má em giàu quá, ba anh muốn anh lấy được vợ giàu để sau này anh sung sướng, cho nên ba anh mới nổ để gạt má em. Cái gì? Anh nói ba anh nổ đi gạt má em? Trời. Em ơi, Vi ơi, Vi. Trời ơi, người ta đau khổ quá, người ta không có khóc được, người ta phải cười. Em ơi, em thật sự là anh nói lại đi. Anh nói ba anh nổ đi gạt má em. Ba anh nổ. Ba anh nổ cũng không có bằng má em nổ. Làm sao em? Thì má em cũng như ba anh vậy đó, nợ tùm lum hết trơn à. Ngày nào chủ nợ cũng tới kiếm chốn gần chết vậy đó. Rồi cái cuối cùng cùng đường má em mới nói thôi giờ gả cho em Việt Kiều, mà Việt Kiều phải đại gia mới ghê chứ. Mà muốn Việt Kiều đại gia thì mình phải giàu để cho môn đăng hộ đói. Rồi riết rồi cùng đường bí lối má phải đi vay mượn tiền để mua mấy cái đồ này cho em đeo nè. Trời, Vi, em nói thiệt hả Vi? Em nói thiệt. Mà em nói cho anh biết luôn, em cũng là Vi nữa mà, em là tên Lượm họ Võ. Cái má nói Lượm Võ nó không có sang, má mới sửa lại Lê Vi cho nó sang để mua LV cho em đeo đó. Trời ơi, nói vậy là má em cũng nổ, ba em cũng nổ, hai thùng thuốc nổ gặp nhau thành một thúng thuốc nổ. Trời ơi, Iran nằm sát bên Iraq là đúng rồi. Trời ơi, em ơi, mà tại sao em nói thiệt cho anh biết vậy? Thì tại vì anh thiệt thà với anh không có nổ giống như mấy người Việt Kiều khác, cho nên em thích. Em thích thiệt không? Thiệt. Ủa mà sao tự nhiên nói thiệt cho em nghe vậy? Tại vì anh không thích. Anh không thích em hả? Không, anh nói là anh không có thích gạt gái đẹp như em. Anh chỉ gạt gái xấu thôi. Anh này, anh nói chơi. Ủa ba má đâu rồi? Ở ngoài hậu viên bạn gì mà lâu dữ vậy ta? Chắc nổ quá, chắc banh luôn cái hậu viên ngoài đó rồi. Ê, cái hậu viên của anh á hơi bị nhỏ. Dạ. Sau này tôi về tôi đầu tư cho, làm cái hậu nó nở rộng cho nó đẹp. Dạ. Chị à, sao hay, anh, hay là mình cho tụi nó đăng ký kết hôn đi, đám cưới tính cứ sao? Đăng ký kết hôn đi, ký giấy một cái tôi tặng cho một căn nhà. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, để đáp lại cái lễ đó, bữa nay tôi mời chị với cháu đi ăn nhà hàng năm sao nha. Dạ. Dạ. Alo. Dạ, phải nhà hàng Đại Nhất Hải Sản không ạ? À? Dạ, tôi là đại gia Trần Tiêu đây. Dạ, cho đặt một bàn 4 người. Dạ, 8 con tôm hùm, 2 con cua rang muối, một chai rượu chát 1 đô đời Napoleon. Dạ, dạ. Thôi anh xôi, tôi có tuổi rồi, tối tôi không có ăn nhiều. Ủa, chị không ăn gì hết trơn hả? Không, tôi ăn có 1 chén yến với 2 con bào ngư thôi. Dạ, cho một chén yến với 2 con bào ngư đó. Ba, ba. Gì con? Ba order nhiều quá rồi, có tiền trả không ba? Mắc mớ gì tao, mày trả mà. Còn có 3.000 thôi đó, không đủ không? Alo. Dạ. Dạ, cho tôi cancel cái tiệc đó. Dạ. Dạ, 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 tôi biết. Dạ, hải sản nhà hàng anh thì là ngon lắm. Dạ, nhưng mà tôi ăn mì gói rồi, cảm ơn. Dạ. Gì vậy mày? Ba ơi, ba, bể hết trơn rồi ba ơi. Bể gì? Lộn thì, má ơi. Thì con nói với, thiệt với Lượm là ba là đại gia dởm. Ai là Lượm? Lượm. Dạ con nè bác. Con là anh Lượm. Má con là bà Lý bán trà đá ở Rạp Lệ Thanh á. Cái tự nhiên cái đổi là Lý Lệ Thanh cho nó sang đó bác. Gì vậy trời? Trời ơi trời, gì vậy trời? Trời mày giết tao đi Lượm. Trời mày nghĩ sao? Má tập cực khổ quá mà con. Tao nói tập cả tháng nay nói chậm muốn thung thổi luôn nha. Nghĩ sao mày nói rồi đi Lượm đi cho nó là sao? Trời ơi mày vậy chết rồi trời. Tao nói cho nghe nha. Anh làm gì làm nha. Anh có thể nào nói ngược nó ngang được nha. Lỡ là anh phải cho lấy à. Tôi báo cho biết nha, anh ra ngoài cái Rạp Lệ Thanh, anh hỏi con Lý bán trà đá, bán vé chợ đen mà tôi lầm trùm rồi đó nha. Trời ơi, 500 con khán giả nó gây lộn vụn lại cái mỏ tôi nha. Bây giờ là anh nói ngang ngược phải cho hai đứa này cưới nhau mới được à.
Thiệt ra đó, anh nhìn gì? Tôi rút hai tay xuống đậm lười mắt anh vậy. Trời ơi, bây giờ sao lỡ của em mà cho cô ấy vô? Điệt đi! Nãy ra được tao nói gì? Anh nổ cho tôi mà. Nói gì? Chị nổ trước. Anh nói chuyện của chồng nãy ra đó là chuyện mấy triệu đô. Không có nằm xuống da chị chứ. Trời ơi, anh nói con anh là phim da, phim nổi không biết hả? Thôi trời ơi. Thiệt là đau lòng. Đau lòng cái gì? Bài ba, bây giờ con mới biết tiếng sét ái tình là gì. Là cái gì? Hồi nãy giờ ở ngoài này con tâm sự với Lượm, hai đứa con thấu thông cảm, hiểu nhau. Cho nên á, con nói với ba là lần này về đây con quyết định là con phải lấy vợ. Hả? Mày lấy ai? Lấy vợ kìa con, lấy vợ kìa. Em Lượm. Hả? Hả? Thiệt là vui lòng. Má con, vợ là má con đó má. Nãy giống gà thì giống quạ ghê. Ba. Mời các ông. Trời ơi, cái gì mà nghe cái tiếng thấy ghê vậy? Hết chỗ họp rồi sao tự nhiên hẹn vô bệnh viện họp? Dạ, à, do thân chủ của tôi là bà Nguyễn Thị Trầm Hương muốn gặp các ông ở bệnh viện. Và tôi là luật sư đại diện cho bà Celine Hà. Ừ, chào luật sư. Bonjour luật sư. Khỏi bắt tay, mời ông ngồi. Ông ngồi luôn. Hai ông là chồng cũ của bà Nguyễn Thị Trầm Hương. Tôi là chồng cũ của bà. Tôi lấy bà lúc bà còn ngây thơ. Lấy vợ mà nghĩ người ta ngây thơ thì ông mới là người ngây thơ đó. Sao kỳ vậy? Đàn bà con gái đi lấy chồng là không ai còn ngây thơ hết. Ồ, hèn gì. Bà bỏ tôi là vì bà chê tôi già. Ông đang ngây thơ rồi. Đàn bà mà bỏ đàn ông là không có phải chê già. 72 mà nó còn lấy được 27 mà. Sao già được? Vợ của ông bỏ ông là tại ông xấu. Má chê tôi xấu? Dạ. Mà má bỏ tôi, má lấy thằng này hả? Ông này là không có xấu à. Ông này là trong mắt tôi, ông thuộc cái thành phần gớm. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, cái nhan sắc của tôi là phải nhìn kỹ nó mới lòi ra. Tôi không biết ai có nhìn lòi ra không, chứ tôi vừa mới nói là nguyên bệnh viện vỗ tay, ta khỏi vô nước biển luôn á. Không, anh bình tĩnh đi. Đó là con mắt của tôi thôi. Còn cái gu của vợ anh, ổng chừng cái mắt của ba khác. Nhìn anh thấy có cái gì đó lạ hoặc là độc. Đó. Dạ. Luật sư nói chuyện như vậy tôi chịu. Yeah. Dạ. Nè luật sư ơi, nhưng mà bữa nay luật sư mời tụi tôi tới đó là cái gì, gặp bà đó là cái gì vậy? Dạ, dạ. Tôi không có thời gian. Rồi rồi rồi. Tôi nhận được cái thư mời của luật sư. Tôi tưởng có thư kiện gì cho nên tôi mới tới đó. Dạ. Tôi cũng vậy. À, vô vấn đề ha. Ai là Trần Trung Thực? Tôi tên là Trần Trung Thực chứ không phải Trung Thực. Dạ, xin lỗi, vậy tên nó không có dấu. À, tôi xin lỗi nhưng mà nhìn cái tướng ông thấy Trung Thực hơn là Trung Thực. Dạ. Bà nói hồi bà trúng gió đó nha. Dạ. Xin lỗi, à, ông lấy bà được 3 năm 9 tháng 6 ngày. Đúng. Ông ở Bình Định. Yeah. Ông lấy bà được 2 năm 7 tháng 6 ngày. Yeah. Bà này tới ngày thứ 6 là bà bỏ chồng rồi ha. À, ông trung thật. Ê, trung thật, ông làm nghề gì ạ? Tôi làm ở trong ngành giao thông á. Ê, nãy giờ không biết. Dạ, xin lỗi ông, chắc cũng giám đốc công ty điều hành giao thông vận tải. Dạ, xin lỗi ông. Dạ. Không phải. Tôi là tài xế taxi Uber. Thì nói mẹ nó là tài xế Uber đi. Con mày đặt cái trong ngành giao thông. Đó chỉ là nghề tay trái của tôi thôi. Dạ, vậy còn nghề tay phải ạ? À? Giao pizza. Bị xỉn hả? Dạ không, này trúng gió. À, ông Võ Bình Định. Dạ, xin chào võ sư. Yeah. Hey, 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 hey. Tôi đẻ ra ở Bình Định. Hồi nhỏ đi học thường hay bị ăn hiếp, cho nên lúc qua Mỹ
vô quốc tịch đổi tên Võ Bình Định. Ồ. Đặng hù người ta thôi chứ đâu biết võ con mẹ gì. Trời ơi. Mà nè, bà đến đây làm gì tự nhiên rồi cha hỏi nghề nghiệp tụi tôi là làm sao? À, tôi chỉ làm theo ý của bà Trầm Hương thôi. Bà muốn biết khả năng của tụi ông để giao việc. Giao công việc gì? Tụi tôi đâu có còn là chồng của bà đâu mà giao cái gì? Bà đâu rồi? Ờ, bỏ nhau lâu rồi mà không nghĩ đến chuyện sai khiến nữa chứ. Nè, bà đâu rồi? Bà đâu rồi? Bà đâu? Bình bà đâu rồi? Kêu bà ra đây gặp tôi đi. Bà trong nhà xác á. Cái gì? Không phải. Bà ở trong nhà tái khám, trong phòng tái khám. Trong lúc tái khám thì muốn chúng tôi truyền bà đạt cái mục đích để biết để giao việc cho các ông có khả năng của ông tới thế nào. Mục đích của bà là cái gì? Luật sư nói lẹ lẹ đi. Tôi không có nhiều thời gian. Đúng. Xe Uber của tôi đang đậu chỗ cấm. Mục đích là cái gì? Nói đi. Chứ tôi còn cả trăm cái giao dịch để làm. Tôi nói thiệt, tôi là vì tình xưa nghĩa cũ tôi mới tới đây nè. Dạ, thì bà Trầm Hương cũng vì tình xưa nghĩa cũ mới mời hai ông tới đây. Tình xưa nghĩa cũ thì hẹn cái chỗ nào cho nó lãng mạn. Tự nhiên đưa vô bệnh viện cái chỗ lặng xe. Hai ông nghe đây. Bà Trầm Hương bị ung thư. I don't care. Bà bỏ tôi là bà ung thư đúng rồi. Bà làm chemo 3 lần rồi. Nhưng kết quả không khả quan cho lắm. Bác sĩ nói là chắc khoảng 3 tháng bà sẽ đi về nơi xa. Đi về nơi xa là đi đâu? Ông đã dở dở mà còn dốt văn nữa. Đi về nơi xa là người ta mất đó. Chết đó hả? Nó mẹ nó chết đi. Trời ơi, còn bày đặt văn với chương. Thì bởi bà biết bà sắp chết cho nên mới mời tụi ông. Nè, bác sĩ còn bó tay, kêu tụi tôi tới làm cái gì? Bó chiếu hả? Đúng, bó chiếu thì kêu nhà hoàng, chứ kêu tụi tôi làm gì? Nè, bó chiếu thì gì? Ông hưởng bà đầu tiên, ông ở đem lo cho bà nha. Tôi đi về. Dẹp mày. Người ta nói đấy, nhà giàu út nhờ mà nghèo út chịu. Mày là chồng chó ha, ở lại bao đi mày. Tôi đi về. Sao? Ông ở lại đi. Này 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 này, đây là cái bệnh viện không phải cái nhà quàng. Các ông ăn nói cho đàng hoàng hay chưa? Ông đi về đi. Để beautiful doctor tôi lo. Bonjour doctor. Bác sĩ ít khi nào bắt tay lắm, vì sợ nhiều vi trùng. Mời ông ngồi. Ông kia nữa, ngồi luôn. Mà cho tôi hỏi, ở đây ai là thân nhân của bà Nguyễn Thị Trầm Hương? Ở đây không ai là thân nhân của bà, tôi là luật sư đại diện của bà. Ừ, chào bà. Dạ, chào bà. Đây là hai ông chồng cũ của bà. Hả? Cả hai ông đều là chồng cũ hả? À? Cũ thôi mà, có cần nhấn mạnh gì không? Hai ông này cũ, mà ông này cũ hơn. Bà bỏ ông này trước, tại vì ông già. Chắc hết sức rồi. Rồi sau đó bỏ ông này luôn vì ông trẻ. Chắc tại dai sức quá không chịu được. Bà Trầm Hương có bỏ hai ông này tôi chả có gì ngạc nhiên cả. Tôi thấy cái đó không có quan trọng. Quan trọng là tại sao cái bệnh viện này lại mướn bác sĩ trẻ đẹp như vậy. Trời ơi, nhìn cái làn da tao nó trắng mịn như da em bé vậy. Nhờ tôi dùng Chubby Skin Care, trắng da, chống nám, chống lão hóa là sức mạnh và cho sự tự tin mãnh liệt của phụ nữ. Cảm ơn. Ông bị điên nhìn hả? Bác sĩ trẻ đẹp cái tôi muốn bệnh luôn vậy à. Ông muốn bệnh chứ gì? Đây là cái bệnh viện dành cho bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối, cho nên bệnh viện này chỉ tuyển bác sĩ không cần giỏi, chỉ cần đẹp. Không nhận. Cái bệnh viện này sáng suốt dễ sợ luôn. Đưa ra cái policy tôi chịu hết sức luôn vậy. Đúng. Trước khi mình chết, mình nhìn bác sĩ trẻ đẹp nó cũng khoái khoái. Cái chết gì gái là cái chết thoải mái. Không thoải mái nổi đâu ông ơi. Đấy là ông chưa bị ung thư thời kỳ cuối sắp chết thôi. Chứ bây giờ ông thử bị xem, ông nhìn tôi xem ông có ham muốn nổi không. Ông nhìn cái gì đấy? Lê phải không? Cái gì đấy? Lê. Cái này đâu phải lê. Dưa hấu. Kêu kìa. Anh nói nhớ nhăng à. Gì vậy ông nội? Thì mày chỉ cái gì vậy? Tôi chỉ cái bản tên nè. Doctor Lê. Ai biết mà chỉ đúng chỗ. Luật sư kiện không? Kiện hai ông này không? Tôi làm luôn. Kiện cái gì? Gì? Tôi nhớ tên bác sĩ rồi. Doctor Lê. Kể từ hôm nay Lê làm ở chỗ nào tôi cũng lết đến chỗ đó để chữa bệnh. À, sắp tới tôi chuyển qua khoa tâm thần đấy.
Hy vọng gặp ông ở bên ấy nhá. Qua bên đi tâm thần. Cười gì ông nội? Bác sĩ ta vui tắm, ta nói chơi như vậy chứ bộ. Biết gì hết trơn à. Bác sĩ, hồi đó giờ tôi lười khám tổng quát lắm. Ông ấy hôm nay bác sĩ giúp tôi khám tổng quát được không? Được. Muốn khám tổng quát thì phải cởi hết quần áo ra, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Cởi hết quần áo luôn? Đúng, 100... Cái gì đấy, ông định cởi thật đấy à? Ông mà khỏa thân ra, ông không thấy ngượng. Nhưng mà tôi á, khiếp lắm. Tôi ói ngay tại chỗ ngay. Thôi nhá, tôi không có thời gian ở đây để tầm sàm với hai ông nghe chưa? Luyên thoa luyên thuyên, vớ va vớ vẩn. Tôi nói cho hai ông biết là 5 phút nữa tôi cần một người nhà lên đón bà Nguyễn Thị Thầm Hương xuống để chờ kết quả. Sốt hết cả ruột. Thần kinh. Bác sĩ, bác sĩ, đây rồi. Cái gì vậy bông? Gì bông ra? Trời ơi, ông kéo kéo nó đứt cái gì lưng, cái nó tuột cái quần xuống. Bác sĩ đè tôi xuống khám bây giờ. Nó còn khỉ. Bác sĩ, luật sư ta đang nói chuyện ở đây. Ta không có thì giờ rồi, còn phải đặt thả dê không đúng lúc. Thả dê không đúng lúc nó không thành vấn đề, mà thả dê không đúng chỗ. Nghĩ sao vậy? Ông có gương soi không? Chút tôi cho ông mượn ông soi. Giá gì vợ bỏ rồi mà còn tự tin. Ông vô ông hửi được cái ngón chân của bà bác sĩ của bà cho chưa mà nhau nhau lên vậy? Hai người không biết gì hết á. Gì? Mình không thử làm sao mình biết? Người Mỹ người ta có câu, mình không mua vé số, làm sao mình trúng số? Mình không ứng cử làm sao đắc cử? Có ai tin là ông Donald Trump lên đắc cử làm tổng thống không? Đúng không? Yeah, thấy chưa ông á? Bình dân người ta cũng nói vậy kia kìa. You don't try, you don't know. Ông nói tiếng Anh đó hả? Chắc vậy á. Tưởng nói tiếng Thái không? Trời ơi, nói tiếng bòi quá, bớt nói cho nó lành. Mời mấy ông ngồi. Ngồi gì hết á. Bây giờ nè, bà nói cho tôi biết đi. Bà Trầm Hương kêu tụi tôi đến đây làm cái gì? Bà bệnh sắp chết. Mà người xưa có câu á, con chim sắp chết kêu tiếng bi ai, con người sắp chết nói lời nói phải. Tôi chắc là bà đã hối hận vì bỏ hai đứa tụi tôi, cho nên bữa nay mời tụi tôi tới để xin lỗi. Bỏ hai ông mừng gần chết ở đó kêu lại xin lỗi. Bà muốn biết khả năng của các ông, tại vì bà bị bệnh bất ngờ cho nên sẽ giao lại việc kinh doanh cũng như là business của bà. Cái gì? Cái gì? Quản lý kinh doanh hả? Trời ơi, 3 năm trước lúc mà bà bỏ tôi á, bà còn ăn que phe thấy bà. Giờ đâu nhiên ra kinh doanh. Nè, bà Trầm Hương, bà luật sư, bà nói với bà Trầm Hương ha, có cái kinh doanh gì đó, giao cho ông nội này ông làm nha. Chứ còn tôi là tôi có cái business riêng của tôi rồi. Gặp tên tôi ra. Ok, đó là ý nguyện của ông, tôi sẽ viết xuống đây để báo lại với bà. Luật sư ơi. Dạ. Nói cho tôi biết là business của bà là business gì mà phải cần tụi tôi tiếp tục quản lý. Dạ, ông ngồi xuống đi. Bà Trầm Hương á, bà không có gì nhiều. Bà chỉ có một cái plaza. Người Việt mình á, thường gọi là thương xá. Gồm 28 unit mà không có bỏ trống một unit nào. Bà cho mướn một tháng thu về ít nhất là 84.000 đô. What? 84.000? 84,000. Ngậm miệng lại để rùi vô bây giờ. Ngồi xuống. Ông bình tĩnh đi. 84.000 đô. 84 × 12. Tô đồ. Tổng cộng 1 năm 1,008,000. Bình tĩnh đi. Các ông mà muốn không giữ lại đó thì có quyền bán. Giá hiện thời bây giờ nó là 11 triệu đô. Quý quá tỉnh luôn. 11 triệu hả? 11 triệu đô nếu bán liền. 11 triệu, 11 triệu. Dạ. 11 triệu. 11 triệu. Tôi đang tỉnh hay mơ? Trời ơi. Đau không? Đau. Mày đang tỉnh đó. Mà mấy ông bình tĩnh đi. Có phải của ông đâu mà mơ. Bình tĩnh. Bây giờ mấy ông ngồi xuống, ngồi xuống. Tôi đề nghị mấy ông ngồi xuống chứ đây người ta cấp cứu hai người không có kịp đâu. Ngồi xuống đi và bây giờ nghe đây. Bà Trầm Hương còn 2 căn biệt thự, còn tài khoản ngân hàng
cả đều do thân phụ của bà ấy để lại. Thân phụ của bà ấy đã mất cách đây 2 năm cũng do bệnh ung thư. Bây giờ ý nguyện của thân phụ cũng như ý nguyện của bà Trầm Hương đều muốn giữ lại toàn bộ gia tài đó, chỉ giao cho một người xứng đáng mà thôi, và phải lưu truyền lại mãi mãi về sau. Bà sẽ cho xây một tấm bảng thật lớn để treo trước cửa của thương xá với ba chữ Trầm Hương Center. Cái gì vậy? Bình tĩnh đi ông. Bình tĩnh. Trời ơi, làm chủ một cái thương xá. Dạ. Trị giá 11 triệu. Dạ. Mỗi tháng thu nhập 84 ngàn. Bình tĩnh không? Mà sao em nợ dội chết đi? Việt Hương ơi, cái gì vậy? Việt Hương gì đây? Cái bà đó tên Trầm Hương. Xin lỗi, coi hài gì quá tôi nhảm. Trời ơi, Trầm Hương ơi. Đúng rồi, Trầm Hương. Anh đau lòng lắm. Bây giờ em để lại hết tài sản cho anh. Anh xài tiền của em mà anh cũng không có vui. Nín ngay. Lúc này không phải lúc khóc. Đúng, 11 triệu là phải vui chứ. Nín luôn. Lúc này không phải khóc cười. Cái gì mà khó quá vậy? Khóc cũng không được, cười cũng không cho. Em muốn tôi sống sao? Ông nhiễm địa thúy nga lắm rồi nha. Giờ này em còn Minh Tuyết ở đây nữa, muốn sống sao nữa hả? Không. Bây giờ mấy ông quyết định rất là nghiêm trọng cho mấy ông đây. Luật sư à, tôi tuy nghèo nhưng tôi không có tham tiền. Đứng dậy tao biểu. Cái gì? Ở đây. Giờ tao tính gì? Tính sao? Cái thương xá 11 triệu. Cộng thêm cái biệt thự với tài khoản ngân hàng, ít nhất cũng phải khoảng 3 triệu. Tổng cộng là 14 triệu. À, tao không có lấy hết. Chia đôi, mỗi đứa 7 triệu, mày thấy sao? 7! Tôi cũng phải là người tham tiền. Ê, nhưng mà còn cái tiền bảo hiểm nhân thọ sao không? Mấy người giàu có người ta hay mua bảo hiểm nhân thọ lắm. Bèo bèo cũng phải 6 triệu nữa. Cộng vô là 20 triệu. Chia đôi là đứa 10 triệu. Ông làm ăn mà ông tính vậy chết tôi rồi. Luật sư nó ăn hết. Luật sư à, còn cái tiền bảo hiểm nhân thọ của bà Trầm Hương đó, nhưng mà mấy cái thứ lẻ tẻ đó tôi không cần. Giao cho tôi cái plaza 11 triệu là đủ rồi. Trời ơi, cái gì vậy ông nội? Mày làm gì vậy? Chi đâu ấy chứ, tự nhiên làm mày nhai nút mình ông nhầm. Chi đâu cái gì chứ? Mày thấy ông bình tĩnh đi. Chưa có chi cho ai đâu. Bà Trầm Hương mới hỏi thôi. Và nên nhớ là bà nói bà chỉ giao cho một người mà thôi. Với cái tính khí của hai ông mà giao cho hai ông trong vòng 24 tiếng đồng hồ thôi là mấy ông giết nhau để chia của bà rồi. Và bà ấy sẽ giao cho cái người xứng đáng nhất. Nãy giờ tôi cũng lưu hết lại đây rồi. Biết ai là người xứng đáng? Bà Trầm Hương sẽ biết người nào là người xứng đáng. Bà sẽ giao toàn bộ gia tài của bà cho người đó. Và đặc biệt là giao lại cái thương xá Trầm Hương Center. Thương xá mà làm như tịnh xá gì? Chuông quá. Còn ai xứng đáng nữa? Ông, hồi đó giờ là ông cứ đi làm công thôi, chưa có làm chủ, đứng quan bên. Luật sư. Dạ. Luật sư nói với bà Trầm Hương, ừ, người vợ yêu dấu của tôi đó, ừ, là tôi có kinh nghiệm điều hành. Ồ. Tôi có khả năng khuyến mãi. Ồ. Cái gì buôn bán là tôi có kinh nghiệm dữ lắm. Dạ. Tại vì tôi có business riêng mà. Ồ, cái business của ông là cái gì? Tôi bán nước mía. À, thì ra cái xe nước mía trước cổng chợ bên xa là của mày đó hả? Trời ơi, chỗ đó bán ế bùi rùi bu đầy. Bữa nọ bán một tặng một tao nhày rồi tôi uống về đâu bụng thấy mẹ luôn. Ông nói đó lần sau tôi bán cái ly cho uống căm họng luôn á. À, bà Trầm Hương. Ờ. Đây đây đây, ờ, bà ngồi đây bà nghỉ. À, tục tin, tục tin, tục tin. Vợ yêu. Vợ yêu của anh. Ơi. Trời ơi. Anh nhớ em quá. Trời ơi. Bệnh sắp chế mà sao da đẹp dữ vậy? Rồi đấy. Đẹp quá. Bà vui rồi nhá. Bà có đến hai ông chồng cũ đến chúc mừng bà, làm cho bà vui đấy. Thế là thăm nuôi bà thế là được rồi. Thôi tôi chúc mừng cho bà. 5 phút nữa tôi xuống rồi tôi đưa kết quả. Ôi giời, chồng gớm quá kìa khiếp.
Eo ơi, sao tôi càng nhìn tôi càng thấy hai ông chồng của bà nó cũng giống như là bị làm sao nhỉ? Dở hơi cắm lợn ấy. Không phải đâu, nó nặng hơn một tí. Giống như là đang đi giữa đường xong bị ẩm một cái gì rơi vào đầu xong không bao giờ lành lại được nữa ấy. Kinh lắm, khiếp rồi. Phạt ói. Nhìn gì mà nhìn. Ghê quá rồi. Kinh. Ê, vậy từng đứa một. Tao là chồng trước, tao phải nói chuyện trước. Còn mày đi ra hành lang chờ chừng nào tao kêu vô mới được vô. Ông là chồng trước nhưng chồng hơn thương tôi hơn. Đúng không vợ yêu? Bỏ đi. Nhìn thấy mà gớm không? Bả là bả bỏ hai ông rồi. Quan trọng là bây giờ nghe bà Trầm Hương nói. Mời bà. Em không có bỏ ai hết. Tại hai anh chưa biết, ba má em rất là giàu có đó mà. Hồi lúc em lấy anh, má em từ em. Rồi lúc em lấy anh, ba em cũng từ em luôn. Cãi lời cha mẹ, ham chồng quá cho nên em mới trắng tay nè. Em đừng nói nữa, anh hiểu mà. Chỉ vì chữ hiếu mà em đành phải bỏ cả hai đứa tụi anh để trở về với cha mẹ, đúng không? Không, em không có gì chữ hiếu. Mà tại vì hai anh không có làm ra tiền, còn em không có quen cảnh sống nghèo nàn. Em à, anh nhớ mà, hồi đó nghèo đó, rồi em muốn đi sửa ngực, bác sĩ đòi 6,000 mà anh chỉ có 3,000 thôi. Anh ấy kêu em đi sửa trước một bên đó. Rồi một năm sau anh có tiền, anh mới đưa cho em sửa thêm cái phần bên là kia còn lại đó. Anh thiệt là kỳ khôi quá đi. Em bỏ anh rồi, anh đừng có giận em nha. Nói thiệt, mấy năm nay á, anh giận em hết sức. Nhưng mà giận á, không phải là vì em bỏ anh, mà vì em lấy cái thằng chồng sao xấu trai hơn anh. Đó là duyên phận. Phận là con gái, chưa một lần yêu ai. Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cho nên đời em không có lấy được chồng đẹp trai. Hồi lúc em lấy anh đó, má em bà nói: tại sao mày lấy cái thằng chồng già hơn tao vậy mày? Rồi má em bà từ em. Bây giờ má em chết rồi, em không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Anh à, hôm nay em kêu hai anh tới đây là để bàn cái chuyện để lại gia tài. Em đừng nhắc ba cái chuyện gia tài nữa ha. Thương xá biệt thự tài sản ngân hàng gì đó nha, ba cái bảo hiểm nhân thọ của em đó, anh không ham. Anh chạy Uber dư xài mà. Em muốn giao gia tài lại cho ai là tùy em. Nhưng anh chỉ nhắc em, chỉ có anh là người xứng đáng được hưởng cái gia tài đó. Vì sao? Vì lúc anh gặp em, anh còn là trai tơ. Bởi vì em là mối tình đầu của em. Anh là người đầu tiên đến với em, và cũng sẽ là người cuối cùng lái Uber chở quan tài em ra nghĩa địa. Anh đã hy sinh cả đời trai cho em. Bởi vậy đời em mới xui nè. Ra đi. Gì? Còn người ông á, ông tham tiền vừa phải thôi. Ông thấy không, Trầm Hương bệnh như vậy, ông không có lo chăm sóc hỏi han, cứ lo gia tài gia tài. Mày ngu quá, không nói lẹ đủ Barbie cô ma sao? Trầm Hương, chỉ có anh thôi. Lúc nào anh cũng nhớ tới em. Hình bóng em luôn lợn giỡn trong óc anh. Em biết không, ngày đêm anh thầm gọi tên em. Hương, anh gọi tên em trong ngút ngàn nỗi nhớ. Gọi tên em, gọi mãi không nguôi. Anh gọi tên Hương, mịt mù trong gió lòng. Gọi thầm nỗi nhớ băng khoăn. Hương. Trời ơi, hát dở ẹt mà hát hoài. Hát cái gì? Hát tên là Hương chứ phải heo mày. Tôi biết bà tên Hương mà tôi giờ bẻ kéo tôi dậy con nào. Giờ bẻ thôi, giờ bẻ kéo lên. Hương ơi, Hương,
đây là lần gặp gỡ sau cùng. Hả? Trời, hôm qua tới nửa đời ưng phấn luôn rồi. Anh muốn nói với em chuyện gia tài, em cứ cất lại đi. Anh không có tham, anh cũng không có thèm. Anh chỉ cần có em. Em biết đó, từ ngày em bỏ anh, anh có lấy ai đâu. Bởi không có ai thèm lấy anh. Ngồi vậy, cái tướng như con heo nọc mà cứ ngã ra hoài à. Nhìn thấy gớm à. Ông làm một hồi khi ông đi quay rồi bỏ là bàn thờ cúng bây giờ nha. Mấy ông làm quá. Xin lỗi bà, tôi đã được chứng kiến nhiều cuộc tình lắm rồi, mà lần đầu tiên tôi mới thấy một cái cặp ông xã của bà mà tráo trở như vậy. Từ đó tới giờ tôi mê Nguyễn Hưng lắm. Tôi nghĩ là ông hát cái bài Hương đó là dành riêng cho tôi. Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ bỏ nghe cái bài này. Sau khi cha nội này hát, ông hát có một câu mà sáo tông luôn trời. Ờ à, bà ơi, tôi xin phép bà tôi về văn phòng. Tôi sẽ lấy cái con mộc, dấu mộc qua đây. Đây là tờ di chúc của tôi đã phát thảo sẵn. Bà cứ nghĩ là một trong hai ông nào xứng đáng, bà ghi tên. Tôi sẽ quay lại đóng mộc cho bà. Cảm ơn luật sư rất nhiều. Dạ. Theo ý luật sư, hai ông chồng của tôi sẽ để tài sản lại cho ai? Ôi, tôi mà có hai ông chồng này á hả? Việc trước tiên là tôi bán sạch tài sản, rồi hiến tặng cho hội bạn người cùi. À, cái gì vậy? Tự nhiên cái người cùi là cùi cái gì? Hai anh nghe em đọc nè. Đọc đi em. Tôi tên là Nguyễn Thị Trầm Hương. Cái gì đây? Bà cái chúc. Em có chết rồi mày biết gì chúc. Nãy giờ anh gặp em, anh bối rối quá, anh xúc động quá, anh không có nhớ ra. Em bị ung thư mà, ung thư làm sao chết được. Đây, Sugoi Fukudan. Có rất nhiều loại Fukudan, nhưng tôi chỉ mua Sugoi Fukudan tại trung tâm Thúy Nga. Thần dược Nhật Bản, làm các tế bào ung thư tự hủy diệt. Uống liền đi em. Anh ơi, em bệnh nặng lắm rồi, không biết Fukudan có giúp ích gì được hay không nữa. Bình thường một ngày mình uống 3 viên. Em nặng quá, chơi 30 viên đi. Không, em nuốt luôn cái chai đi. Ung thư nào mà chịu nổi em. Anh ơi, anh biết em bệnh nặng mà anh mua Fukudan đem tới cho em, em thật là xúc động. Anh ơi, cái chai này nuốt làm sao vậy anh? Khó quá, bỏ qua đi. Mình uống bình thường thôi em. À, cái loại này tốt lắm, có 350 đô một chai à. Anh thiệt là chu đáo quá đi. Chu đáo mẹ gì. Trời ơi, cái này nó đâu có mua. Cái gì vậy? Cái thuốc Fancadu này là nó bán. Cái gì Fancadu không nội? Thì mày mới nói Sugoi Fukudan. Fukudan phải cái đu gì có u được rồi mày. Đây nè, thằng này nó bán dạo. Trong túi nó lúc nào cũng có mấy chai. Đây nè. Cái gì vậy? Ở ngoài cốp xe nó còn mấy thùng ở ngoài đó. Chơi bị ổi. Bị ổi con khỉ. Mày giả dối. Em à, chỉ có mình anh là thiệt thà. Đúng cái tên Trần Tung Thực. Em cứ giao hết gia tài cho anh đi. Sau khi em chết, anh cam kết sẽ dành nửa phần gia tài để làm một đám ma hoành tráng cho em. Ông xào đó, em đừng có nghe ông. Đi. Ông xào đó em. Nghe lời anh, một lời cuối thôi. Dù em có để lại gia tài cho anh hay không, không quan trọng, anh vẫn tặng Sugoi Fukudan cho em uống miễn phí mà. Em cảm ơn anh, anh rất là rộng rãi. Rộng mẹ gì, nó mua được giá sỉ thôi. Sỉ lẻ cũng là tiền chứ không? Chủ yếu là tấm lòng của anh đúng không em? Đúng không em? Tấm lòng của anh đúng không? Chờ anh chút xíu. Nè, đây. Gì? Con mẹ này bây giờ bà uống thuốc nhiều quá bà khùng rồi. Hồi xưa bà đâu có nói cái giọng phim bộ đó. Ờ đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ tôi tính như vậy, như hồi nãy mình bàn. Bà nói gì kệ mẹ bà đi. Mình cứ cam kết với nhau, tài sản bà để lại đưa cho hai thằng, thằng nào cũng được. Mình chia đôi. Cái ung thư giỏi lắm, 3 tháng là bà chết queo rồi. Đúng không? Lúc đó mình bán luôn cái thương xá, mình cứ đôi. Mày công nhận mặt
xấu mà óc sáng. Quyết định vậy đi. Yeah. Em à, bây giờ tụi em danh tính như vậy nè. Là bà Trần Hương. Bà Trần Hương, tôi phải chạy như bay xuống đây để tôi thông báo cho bà một tin rất là quan trọng đối với bà. Chuyện gì vậy bác sĩ? Trời ơi, sung sướng không có gì bằng. Tôi không bị bệnh mà tôi nghe một cái tôi còn bay lên tận trời cao, huống chi là bà. Tôi đảm bảo bà ngồi yên trong cái ghế này là bà sẽ bắn một cái ra đằng kia ngay khi bà nghe tin này. Cái loại thuốc mà bà ký nhận và thử nghiệm trong tuần vừa rồi, bây giờ nó đã có kết quả. Và cái cục, à không phải, cái cục, cái u đó, cái cục u trong đầu của bà đó, nó đã dần dần teo hết và bà sẽ dần dần hoàn toàn khỏi bệnh. Chúc mừng bà. Thì không bác sĩ? Bà sẽ khỏi bệnh. Thì không? Yeah. Trời ơi, cảm ơn trời Phật. Cảm ơn trời Phật, chỉ là tôi đâu có bệnh nữa. Tôi sẽ hết bệnh phải không bác sĩ? Đúng. Trời ơi bác sĩ ơi, sao bác sĩ giỏi quá vậy? Tự nhiên tôi nghe bây giờ tôi đi được luôn rồi nè. Đấy. Bác sĩ ơi, thiệt vậy đó hả? Tinh thần thấy quan chưa? Trọng lắm. Vâng. Trời ơi, cảm ơn trời Phật. Thử bao nhiêu thuốc, làm bao nhiêu kim môn cũng không hết. Rồi ông thầy bùa, ông bán cho tôi một lá bùa 1.000 đô, tôi đeo lỡ lưng quần luôn. Lỡ là tại vì là lười tắm cái gì không lấy ra đâu. Phải, tại vì tôi đeo để coi nó có linh nghiệm hơn, sắp chết rồi mà sợ, bác sĩ không? Bây giờ tôi không ngờ chứ, là thuốc nó thần nghiệm như vậy, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Tôi mừng quá, chúc mừng bà, chúc mừng bà, vâng. Quá là sung sướng rồi, cái gì đấy? Bác sĩ, nói vậy là vợ tôi không chết nữa hả? Chết làm sao được mà chết? Sao vậy? Ủa mà bác sĩ, sao mà lành bệnh hay vậy? Ơ, thế có vẻ không vui à? Vui gì nổi, bà hết bệnh là tụi tôi bệnh đó. Tào. Đúng rồi, suýt nữa chút xíu ông gì nữa là thành triệu phú rồi. Tự nhiên bây giờ bị tuột khỏi tay, tiếc chứ. Ôi ông ơi, đó, người ta có số có phần hết cả rồi, các ông cũng thế thôi. Bà Trầm Hương ơi, nói vậy là bác sĩ nói là bà. Luật sư ơi. Sao? Bệnh của tôi sắp khỏi rồi. Ôi, rất là mừng bà. Vậy là những cái chuyện mà coi như là mấy cái chuyện mà tôi nhờ luật sư di chúc là di chúc bỏ qua. Dựng đóng hồ sơ này. Dạ, đóng hồ sơ. Chúc đi, mừng bà. Nữa. Chúc mừng bà. Là bà mời hai ông này đến đây để viết di chúc đó hả? Đúng rồi. Dạ. Vậy là tôi đóng hồ sơ ha. Đóng hồ sơ. Chúc đi. Mừng bà. Ôi. Ủa vậy. Ủa nó nghe nè. Ôi về. Về cái gì nữa? À, tôi thấy người ta đang cẩu cái xe Uber của ai ngoại á. Cái gì? Lăn đó lẹ. Dạ là xe lăn cho bệnh viện, xe lăn bệnh viện lấy. À quên, xin lỗi bác sĩ. Lẹ đây nó cẩu rồi. À còn ông ơi, à, bán nước mía phải không? Về bán thêm nước dừa đi, ông có cái bàn não tốt quá mà. Gán đi, gán về bán. Tầm sáng. Gán bán đi, khi nào đủ 1 triệu tới thông báo. Này. Từ hồi sáng tới giờ đứng đây cho giữ, không có một đồng xu nào hết. Trời ơi, tôi ở nhà tôi bán được 100 ly nước mía rồi. Đi về. Này có nè. Gọi từ cái gì đấy là nè. Nhà quản ở cái thì cancel đi nhá, không cần dùng nữa đâu. Em, mấy cái vụ ung thư này nó có chữa khỏi giỏi lắm là cũng 5 năm nó tái phát. Nếu 5 năm sau có gì nhớ gọi tụi anh đến chia tài sản nha. Thôi dạ. Em nghe lời luật sư rồi, chừng nào mà ung thư tái phát đó em sẽ bán hết tài sản cho hội người cùi, phải không luật sư? Thôi, chồng cũ không cho, cứ cho người cùi. Nghe xong cái muốn cùi luôn vậy. Thôi đi ông á, ông làm quá lắm nha. Tôi từ đó tới giờ tôi thấy biết bao nhiêu cái người chồng, là tôi làm biết bao nhiêu vụ mà tôi chưa bao giờ thấy cái người nào mà kinh tởm với ông này đó. Trời ơi, bà đẹp đẽ quá mà, lấy làm chi cái thứ cô hồn cát đảng vậy? Cái gì vậy bà? Luật sư ơi, vợ chồng là duyên số, không có ai dỗ ngực xưng tên là mình khéo chọn vợ hay là khéo chọn chồng. Cho nên như luật sư nè, xinh đẹp, thông minh như vậy, hình như là chưa có chồng phải không? Ủa? Ê hả? Để tôi về nâng khăn sữa tưới cho bên ấy. Mày ơi, thời bây giờ làm gì có khăn đâu mà đâm. Celine Hà, về với anh đi. Anh sẽ bán Uber để lăn xe em thành Celine Dion. Trời ơi. Thôi. Nè, hai ông nội, tôi có ế suốt đời cũng không bao giờ dám lấy hai ông về đâu. Bỏ mộng đi nghe chưa. Ê, gớm. Này, tôi bảo hai ông ở đây làm cái thiết sự gì nữa. Đi về đi.
dở hơi, biết bơi, bơi bướm nó còn bơi ngửa. Trời ơi. Đi về. Hãy trả lại sự bình yên cho chúng tôi và để cho những phụ nữ quyền lực xinh đẹp như chúng tôi chào khán giả và trả lại sự bình yên cho các bệnh viện này. Cảm ơn. Xin chào.